Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp các bạn Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn Nội dung của tập truyện thứ sáu Cũng chính là tập cuối Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay Do Mai diễn đọc nhé Tập cuối Hiện tại với bộ dạng Cùng dung mạo kia khi nhìn thấy tân nương tử vừa bước đến Anh cười rộ lên Đẹp đến yêu nghiệt Làm cho điêu đứng toàn bộ nữ nhân ở bên dưới anh nhảy xuống hướng tới lạc thừa tướng hành lễ Sau đó nắm lấy tay nàng Nhạc phụ nhạc mẫu Hôm nay con đến đón nàng về phủ ạ Ờ à, được 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 Lạc thừa tướng gật đầu đưa tay lên trán long bổ hồi Trên mặt lộ rõ sự kinh hoàng không ngờ được Cả hai ngày nay lão không ngủ ngon giấc Hôm trước đột ngột đến tìm người Hôm nay lại đến đón dâu Đúng là làm cho ông không thể nào mà lường trước được Nguyên nắm tay cô dâu đưa vào kiệu hoa lớn Vừa mới vén màn vào trong Vũ Yên bạo gan kéo mạnh Làm anh ngã nhào vào bên trong kiệu Nàng vẽ khăn lên rồi thấp giọng hỏi Chàng làm cái gì thế hả Ta đến cưới nàng vào phủ mà Nàng vui đúng không Anh là vì trong lời nói trong lúc nàng tức giận Tùy tiện thế Thế mà anh cho là thật Hôm nay vì lời nói kia đến đây cưới nàng vào cửa Ờ đúng là lần này cưới nàng Là nàng chứ không phải là lạc tiểu thư kia Ta chẳng thèm Ta đang rất giận chàng Nương tử ơi ta sai rồi Nàng nhìn gương mặt ỉu xỉu hối lỗi của anh Nàng bị siêu lòng rồi Trời đất đẹp quá làm gì cơ chứ Trách nàng trước gương mặt yêu nghiệt này Không thể kìm lòng được Đến giận cũng không giận nổi Đúng là không có tiền đồ Nếu hôm nay ta không chịu gả cho chàng thì sao Nàng dám Nhìn ánh mắt nàng trừng trừng mình Anh biết tình biết thế mà thu lời lại Giật nhanh tiếp tục tươi cười Gả cho ta có chỗ nào không tốt Nương tử, con người ta bên trong bên ngoài đều rất tốt mà Chờ đợi nàng nói gì thêm Anh lệnh cho đoàn người bên ngoài khởi kiệu Cứ như vậy chiêng chống linh đình Kiệu đỏ chín người khiêng Hoa giấy rực rỡ trên đường tung bay Đưa tân đường tử rước về Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường vu thê giao bái Chỉ ghế lớn tại đại sảnh Hoàng tổ mẫu ngồi trên ghế Gương mặt hiền từ gật đầu vui vẻ hài lòng Bà biết là Nguyên sẽ có một ngày hồi tâm chuyển ý Thực tâm yêu thương Vũ Yên mà thôi không khí vô cùng náo nhiệt Trước điện sảnh có hai thân ảnh bước vào Giọng nói cắt ngang Nguyên con làm gì thế Người nói chính là thuộc quý phi nương nương Mẫu thân của chàng Người đi bên cạnh không ai khác Chính là Diệp Uyển Như đáng ghét kia Mẫu thân người đã trở về Thục Quý Phi không trả lời Ánh mắt hương đến chỗ Vũ Yên Lộ vẻ thất vọng không vui ra hiệu cho tất cả hạ nhân lui ra bên ngoài Mẫu Phi ta hôm nay có việc quan trọng mới hồi phủng thục phi nương nương bước đến phía trước ngồi xuống ghế Nguyễn như nhanh nhẹn cũng bước theo rót trà đưa tới nguyên nhìn qua biểu tình của mẫu thân anh trong lòng hiểu ra được sự tình phía sau vô yên thao xuống khăn đội đầu ba gặp ánh mắt nghi hoặc khó chịu từ phía thục phi trong lòng dâng lên nỗi bất an anh như hiểu được tâm tư của nàng liền nắm lấy tay nàng cười trấn an có anh ở đây nếu có chuyện gì nàng cũng không cần phải sợ mẫu thân à có việc gì quan trọng Nguyên, việc Vũ Yên giả vờ mang thai có có biết không hả? Vũ Yên nghe đến đây tâm liền chấn động. Tuy trước đó dự đoán phần nào sự việc, nhưng hiện tại không tránh khỏi sự lo lắng cùng tự trách. Hải Nhi biết được là chính con bỏ nàng làm vậy à? Con có muốn bao che cho nó à? Tiểu Hương đã khai báo hết mọi chuyện. Người đâu? Gọi tỷ nữ của Vương Phi vào đây. Tiểu Hương cúi đầu sợ hãi, không dám nhìn Vũ Yên. Nàng thấy anh đem mọi lỗi lầm của nàng nhận lấy Trong lòng có phần cảm động Nhưng nàng quyết định rồi Lúc trước do nàng sai Hiện nếu tiếp tục che giấu Nàng không thấy vui vẻ Mẫu phi à Không cần hỏi à Do con tự nói dối việc mình có thai à Thủ Phi tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn Không ngờ lạc tiểu thư quá to gan Để chuyện như thế cũng dám làm à Vũ Yên cảm thấy có lỗi nhất chính là với tổ mẫu Bà thường ngày yêu thương nàng đến như vậy hiện tại biết cái thai trong bụng nàng là giả nhất định sẽ rất là thất vọng có thể không còn quan tâm đến nàng nàng ân hận quỳ gối hướng phía tổ mẫu nhận lỗi tổ mẫu à chuyện do con bày ra lúc đó là con suy nghĩ nông cạn con con xin lỗi người tổ mẫu không nói gì chỉ chống gậy gỗ từng bước đi đến không những không la mắng ngược lại đỡ nàng đứng dậy có thai hay không bà lão đây nhìn qua liền biết Ta không có trách con Ta biết lúc đó con là bất đắc dĩ Người biết từ trước kì hả? Người, người không giận con chứ hả? Thục Phi đối với việc này không thể bỏ qua nhanh vậy Một phần do Vũ yên Dù sao là trưởng nữ được sủng ái nhất của thừa tướng Thế lực không nhỏ Nếu không vì chuyện này Sớm đuổi nàng ra khỏi phủ rồi Vũ Yên Con có biết tội lớn đến mức nào không Uổng công ta đây tin tưởng con Tội lừa gạt hoàng thất xử trí thế nào đây Nguyên cuối cùng lên tiếng Mẫu thân à Chuyện lần này nên cho qua thì hơn Con Thuộc Phi nén cơn tức giận Nhìn phía Uyển Như Vô yên Chuyện lần này ta có thể cho qua Nếu Mẫu Phi có gì cứ nói Con dù gì đã gả vào đây lâu vậy Việc mang thai xem như không thể cưỡng cầu Ta định nạp chắc Phi cho Nguyên Nguyên không kiêng rẻ Từ chối thẳng thừng Con không muốn à Sao lại không muốn Người mẫu thân muốn nói tới chính là Diệp Tiểu Thư đây Không phải lúc trước có có tình cảm với nàng ấy à Chưa để Nguyên nói tiếp Vũ Yên mạnh mẽ đứng dậy Có không đồng ý Thục Phi tức giận đáp trả Nam chắc Phi là chuyện sớm hay muộn Việc sớm sinh con nối rõ là quan trọng nhất Con không cho phép chàng cưới thêm bất cứ ai khác đâu ạ à? Con Thục Phi tức giận đập bàn quát lớn Bên này Vũ Yên mặt không biến sắc Hai tay nắm chặt vẻ mặt vô cùng cương quyết Nàng không giống với bọn họ nàng không cho phép người đàn ông của mình tam thê tứ thiếp càng không muốn dùng chung phu quân với người khác trong người cảm giác khó chịu ập đến mẫu phi à bất luận người có nói gì nàng nói thị oẹ một phát nguyên nhìn nàng thay anh phản đối mạnh mẽ lại nhìn biểu tình nàng lúc này liên tưởng đến chuyện lúc trước sau đó nắm tay nàng cười cười nói nhỏ chấn định nàng đừng vì ta khó chịu như thế một chiêu dùng hai lần không ai tin đâu ta không là phi ai làm gì được chứ chẳng ta không có diễn nguyên đối với câu trả lời của nàng sinh ra khó hiểu nàng đây không phải chuyện mẫu phi muốn làm chắc phi cho anh mà giả vờ tiếp à nàng đây hiện tại là vũ yên nàng không khỏe ở đâu à vũ yên dạo gần đây không những khỏe mà ăn rất nhiều nữa ngày trước đối với việc dùng bữa nàng tuy có tham ăn nhưng không ăn nhiều như lúc này chỉ có điều khi ăn xong đôi lúc cảm thấy trong người khó chịu buồn nôn nàng hiện tại nghĩ do bản thân ăn nhiều dẫn đến không tiêu hóa hết ta không sao bị đầy hơi thôi anh không nghĩ nhiều Rất nhanh tiến tới rót tách trà nóng đưa cho nàng Cẩn thận thủi thủi Nàng uống đi Vũ Yên nâng tách trà Ngửi mùi hương thảo mộc bên trong Đối với nàng Mùi hương này vốn dĩ dễ chịu Nhưng hiện tại không hiểu sao vừa đưa lên mũi Bị chính hương thơm kia làm cho buồn nôn Ta không uống nữa khó ngửi quá Đối với các biểu tình nãy giờ của nàng Làm cho bốn người bọn họ không khỏi nghi hoặc Tổ mẫu là người lên tiếng trước Hỏi với nét mặt vô cùng chờ đợi này Vũ Yên Con thế này từ bao lâu rồi Có khi nào Nàng chưa nói gì Bị phía Uyển Như nói thêm Xong điệu mỉa mai Thục Phi người nhìn xem Vương Phi tỷ ấy hình như lại có thai đấy Thục Quý Phi bị lời của ả Nhớ đến lần trước xem ra chuyện có thai là lừa gạt Cho nên tưởng nàng muốn diễn trò cho bọn họ xem Nhất thời nổi lên lửa giận Vũ Yên Ta nể tình con là trưởng nữ lạc gia Ta không trách tội là quá lắm rồi Đừng nghĩ qua mắt được ta, Người đâu mới lý đại phu đến đây Uyển Như đứng một bên đang ý cười thầm Bộ dạng như chờ người gặp họa Lúc này rồi giọng điệu thiện lương Thục quý vi xin người bớt giận Người uống nước đi ạ à? Biểu tỷ chỉ là muốn được vương gia yêu thích mới làm thế Xin người niệm tình đừng có trách phạt ạ à? Vũ Yên nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của ả ta sinh ra chán ghét Nàng rất muốn đi đến lột bộ mặt bạch liên hoa kia ra Nhưng hiện vẫn là không nên về sau cơ hội càng nhiều Sớm muộn gì nàng đem ả ta ném ra khỏi tầm mắt Thục Phi nhận tách trà Trên mặt nóng giận hướng ánh mắt phía hàn thương Nguyên Nguyên có xem Diệp cô nương đây Thực là rất hiệu lễ Ta mỗi sớm ngày đưa nàng vào phủ Làm trác phi của con Nguyên nét mặt lạnh nhạt đi khó lường Ngoài mặt thì tươi cười đấy Nhưng lời nói sắc nhọn Nàng ấy muốn gả vào vương phủ Vương phi của nhi thần sẽ không đồng ý ạ à? Nếu nàng có đồng ý Nữ tử như Diệp Tiểu Thư đây Bổn Vương cũng không cần Chàng Nguyên Con sao lại nói như thế Nguyên mặc kệ hai người tỏ thái độ gì Anh không muốn quan tâm Lúc này chỉ biết ngồi bên cạnh cưng chiều vỗ vỗ lưng cho nàng Để nàng giảm đi khó chịu Anh không biết ngại ngùng còn khoe khoang Nương tử Nàng nghe ta nói vậy hài lòng đúng chứ Nhìn hai người trước mặt tươi cười vui vẻ Làm cho Yển Như sinh thêm hận ý hướng đến thụ phi nhỏ nhẹ khóc lóc than mày bộ dạng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở cảm tạ người có lòng để mắt đến tiểu nữ à? trước giờ biểu tỷ luôn không thích Nguyễn như xem như tiểu nữ không có phúc phần được hầu hạ vương ra con yên tâm nguyên nó chỉ nhất thời nói như vậy chuyện lập chắc phi là lẽ đương nhiên nhưng vương phi à vũ yên không để cho hai người họ nói tiếp nàng không giấu giếm tâm tư của bản thân mà ngăn lại Mẫu phi, chuyện lập chắc phi hay bất cứ thiếp thất nào cho vương gia, con không đồng ý. Con dám à? Đúng, con dám ạ à. Bất cứ nữ nhân nào không muốn đem trượng phu của mình chia cho nữ tử khác. Con tin là người cũng như thế ạ. À? Thục phi nghe đến đây quả có chút ngủi lòng. Đúng, chính bà cũng không muốn vậy. Cả đời trong hậu cung tranh đấu, Không phải cũng chỉ để tranh giành ân sủng. Nhưng không muốn cũng có ích gì đâu. Người là hoàng đế. Khi gả hoàng thất, mọi lẽ thường đã được định sẵn. Con không muốn có thể rời khỏi vương phủ Người Bên ngoài Lý Thái Y được triệu tập Hiện đang đứng chờ trước sảnh bẩm Thái Y đã đến à? Cho vào đi Hoàng tổ mẫu hai mắt mong đợi Không hiểu sao lần này bà đặt niềm tin rất lớn trên người nàng Vũ Yên không được vui Miễn cưỡng theo ý của thủ phi cho Thái Y bắt mạch Nàng không nghĩ gì nhiều Tuy rằng bản thân nàng do tiêu hóa không thuận mà thành Nhưng khi nghe lời nói Của đại phu tự mình hóa đá Chúc mừng, chúc mừng vương gia vương phi đã có hỉ mạch ạ à. cái gì ta không chỉ một mình nàng ngớ người bốn người còn lại vì lời kia mở to mắt há hốc miệng chưa tiếp thu được nguyên là người phản ứng đầu tiên anh từ từ đi đến nàng tưởng anh tiến đến ôm nàng nhưng không ngờ anh cứ nhiên ôm lên lý thái y hỏi ngây ngốc nàng có thai à như vậy sẽ sinh ra đứa bé à đúng đúng thế vương ra vậy bao giờ sinh thái y lau mồ hôi trên trán khổ sở nói chuyện này theo lý mà nói dạ khoảng chín tháng 10 ngày ạ lâu thế có thể nhanh hơn chứ còn muốn hỏi tiếp một bên đầu đã bị tổ mẫu gõ nhẹ giọng để nhắc nhở nguyên con thực là đừng có nói những điều không may như thế đúng là tổ tiên phụ hộ đấy lão già đây rốt cuộc có tôn tử rồi Thục phi lộ vẻ vui mừng tiến tới dò hỏi lần nữa lý thái y ông không nói sai đấy chứ dạ thần không dám đâu ạ vương phi thực sự mang thai ạ vậy tốt quá người đâu ban thưởng cho thái y Nguyên vui quá hóa ngốc Anh suốt cuộc được làm phụ thân Hiện tại một thông báo cho cả kinh thành được biết Nương tử à nàng nghe rõ chứ Nàng mang thai rồi đấy Là con của chúng ta Vụ yên sau khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh Nàng mang thai à Ôi mẹ ơi hôm nay nàng chính thức khả vào thôi mà Đêm tân hôn thế mà có thai á à? Nên vui hay là nên buồn nhỉ à? Ta ta nghe rồi Chàng đừng cười mã như thế Vụ yên nhớ đến tình cảnh trước đó Có thai thật đúng lúc xem đây như là cơ hội của nàng nàng không tin lần này không thắng được trong lúc mọi người vui mừng như vậy nàng làm ra vẻ buồn rầu xoa xoa bụng rồi nói hà nhi ngoan là do mẹ không tốt mẹ không muốn để phụ thân con nạp thiếp chúng ta đã rời khỏi vương phủ thôi vũ yên vừa nói tay xoa xoa lên bụng lại làm thêm vài động tác muốn rời đi đưa mắt nhìn phía ủy như trên miệng khẽ động lần này Nàng muốn làm cho nàng ta tự bỏ hy vọng làm thiếp thất của Hàn Thương Nguyên. Đừng tưởng nàng không biết việc thuộc quý phi đột ngột trở về vạch tội nàng, chính là do nàng ta mách lẻo. Hôm nay, nàng muốn xem ả ta có mưu kế gì, tịch diễn trước mặt người khác à? Nàng cũng làm được, hơn nữa còn tốt hơn nhiều. Mẫu phi, mụ yên xưa nay tính cách khác với lẽ thường, việc nạp thiếp cho vương gia con ấy không tiếp thu được. Theo như người nói, chỉ bằng để con rời khỏi đây ạ. Thuộc Phi sao không nhìn ra ý tứ của nàng Vừa nãy vì quá nóng giận mới nói như vậy Nhưng hiện khác rồi Bộ Yên có thai Hiện tại đem tôn tử của bà rời đi Sao có thể được Nhưng đối với yêu cầu của nàng Việc này Trong lúc Thuộc Phi chưa biết tính toán thế nào Hoàng tổ mẫu bên cạnh vì lời của nàng Nóng ruột để không thể ngồi yên Trực tiếp bước lên ngăn cản Khoan đã Còn muốn đem tôn nghi của ta đi đâu Ngồi xuống Còn hiện tại chính là bảo bối của vương phủ ta Nói cái gì thì là cái đó đi Vũ Yên trong lòng luôn quý mến bà Cho dù nàng có làm sai Người không hề trách cứ Còn đứng ra che chở cho nàng Nàng đỡ lấy tay tổ mẫu Dìu người ngồi xuống Bà có biết người tốt với con nhất Nhưng con không hiểu lễ nghĩa Để cho mẫu phi thất vọng ạ Vũ Yên có ta ở đây rồi Nguyên nó có nạp thiếp hay không Là ta quyết định chứ Thuộc phi đứng bên cạnh biết mình yếu thế Việc nam nhân trong hoàng thất nạp thêm thiếp thất không phải chuyện quá thường tình à? Muốn làm trái, đồng nghĩa không biết giữ phụ đạo. Hoàng mẫu à, chuyện này sao có thể? Nguyên nạp thêm chắc phi, không phải chúng ta càng thêm con cháu à? Vũ Yên biết mẫu phi chưa thể chấp nhận yêu cầu của nàng, nhưng nàng không muốn để chuyện này kéo dài đâu. Không bằng một lần đem chuyện này từ đây ném đi là xong. Mẫu phi đã nói như thế, con tự biết là mình không hiểu chuyện làm cho người Phật lòng. Con liền biết tội mình xin nhận hưu thư sớm con sẽ rời đi trở về tướng phủ đóng cửa xem lại đạo lễ ạ à? nguyên vốn dĩ không lên tiếng do anh nhìn ra kế sách của nàng vương phi của anh quả là không tầm thường chưa để anh ra tay đã tự mình theo anh giải quyết nương tử nàng muốn đi à được rồi ta đi cùng nàng nguyên à con cuối cùng thuộc phi không nói được gì nữa ngay cả con trai của mình cũng muốn đứng về phía nương tử của nó nàng còn làm gì được đây nếu cả nguyên đối với việc về sau không nạp thêm thị tiếp Cũng không ý kiến Thì xem như cũng là ý muốn của nó Nàng không muốn quản nữa Được rồi Về sau chuyện của các người Ta không muốn quản nữa Thấy Thục Phi chịu thu lại ý định Nàng biết mình nên khôn khéo một chút Thì đến cầm lấy bàn tay mẫu Phi Tỏ ra nhu thuận lấy lòng dâng trà Dạ mẫu Phi Người như vậy có đang tức giận con ạ à? Là con không tốt chứ hiểu lễ nghĩa về sau mẫu phi từ từ chỉ bảo cho con Dạ, người uống trà đi ạ Thục phi trước lời nói nhu thuận ngọt ngào Tâm tư dịu đi không ít Cô không từ chối tách trà trên tay nàng Ý tứ như đã chấp thuận Con về sau ngoan ngoãn Xin tôn nhi cho ta là tốt rồi Bộ yên hai tay bóp bóp vai cho quý phi Giọng điệu chắc chắn Mẫu phi yên tâm Ngoài việc kia, con cái gì cũng nghe người hết ạ Người nhìn nàng bay ra bộ dạng Lấy lòng mẹ chồng làm anh phỉ cười Thường hiếm khi thấy nương tử của anh dốc công định mở đến vậy uyển như vốn đến đây Còn tưởng thuận lợi gả vào vương phủ Tuy không như nàng mong muốn trước đó Trở thành vương phi huyền thế Nhưng hiện tại Đến chắc phi bị nàng chối bỏ Nàng sinh ra hận ý Quỳ trước mặt thuộc phi khóc lóc Thục phi người đừng như thế uyển như thực đáng thương Về sao không thể tự tay hầu hạ cho người cùng vương gia nữa Vũ Yên nhìn nàng ta như vậy Khiến cho người ta cảm giác thương hại nhưng ai biết được đằng sau bộ mặt kia chính là lòng lang dạ sói. thuộc Phi bị vẻ ngoài làm cho cảm động. Diệp tiểu thư, con là cô nương tốt, ta về sau giúp con tìm nơi tốt gả vào. Dạ, Huệ Nhi không mong gì hơn, chỉ một lòng một dạ yêu mến vương gia, muốn được hầu hạ cho vương gia. Càng nói, càng khiến nàng thêm tức. Huệ Như này đúng là mặt dày, mặt dày quá đi mất, làm mất mặt phụ nữ, thích hầu hạ người khác như vậy à? Hey à, dễ muội đứng lên đi, nhìn muội như thế chẳng giống muội chút nào cả. Không bằng tỷ rót cho muội ít trà hạ quả nhé. Mùi yên vừa nói, vừa đi đến rót tách trà, trong lòng có tính toán nhẹ nhàng đưa tới. Quỷ như nhìn biểu tình khác thường trên gương mặt nàng, chưa kịp hiểu ra theo lễ đưa tay nhận. Không ngờ vừa chạm vào, bị sức nóng bất ngờ theo phản xạ hất mạnh. Mùi yên biết trước như vậy, kịp thời né sang một bên, tránh bị trà nóng vấy vào người. Những người còn lại kinh ngạc bước tới. Nàng không sao đấy chứ, ta không sao thủ phi bước đến về mặt tức giận nhìn uyển như lúc này ả à ta ngơ ngác đứng giữa sảnh lớn bất động thủ phi quát giật nảy mình diệp uyển như sao ngươi dám làm như thế uyển như hai mắt trợn trừng liếc nhìn vũ yên vẻ mặt lộ rõ ẩn ý thấu xương hướng tới nàng là ả à cho trà nóng tới như vậy ả à lại thuộc phi à thuộc phi nghe uyển như giải thích người đâu đưa ả à ra khỏi phủ từ nay về sau không được phép bước chân vào đây nữa Vũ Yên, người đúng là tiện nhân. Nguyên à, chàng, chàng yêu thiếp mà. Chàng nói yêu thiếp, muốn cùng thiếp cơ mà. Thiếp mới là người xứng đa sinh con cho chàng. Người đâu, lôi đi cho bổn vương. Tại Tây Phòng, nương tử à, nàng cẩn thận chậm một chút, nàng nghe ta giải thích đã. Vũ Yên trực tiếp bỏ lại người phía sau khổ sở cuống cuồng chạy theo nàng. Nàng một mạch bước vào phòng, cởi giày nằm trên giường đắp chăn đi ngủ. Nương tử à, nương tử, Chàng đừng có làm phiền ta buồn ngủ lắm Nguyên quyết không bỏ cuộc Cởi giày đặt sang một bên Xốc lên cái chăn mềm ấm áp chui vào nằm cạnh nàng Nàng khi ghen đúng là đáng yêu thật Ai ghen? Diệp Uyển Như kia Nguyên biết tiểu nương tự của mình còn giận Đem nàng ôm lấy Gương mặt kề sát tai nàng Nhẹ giọng trầm thấp giải thích Ta trước giờ không có nói những lời đó với nàng Giờ ta và nàng ấy Không có xảy ra chuyện gì đâu Nàng tin chứ Không, Nương tử nàng như vậy khiến ta đau lòng Nè Lúc đó với nàng ta lần đầu đấy Nàng không nhìn giả Ta hoàn toàn trong sạch mà Anh nói cái chuyện này làm gì Nàng đâu phải giận anh chuyện quá khứ có có cố cho nàng biết anh trong sạch cái gì chứ Đây là vì sợ nàng hiểu lầm Bùi Yên cười khẽ Nàng biết rõ lời ả à nói trong lúc đó Chỉ muốn chọc tức nàng Nguyên trước giờ từ hiếm khi nói ra những lời đường mật như vậy Thấy nàng im lặng Anh lo lắng nói thêm nhưng tựa về sau ta mới biết thực sự chỉ có phản ứng được với mình nàng đấy. Chàng nói việc này làm gì, Ngựa muốn chết à? Nàng tin chứ? Chuyện đêm đầu tiên của chúng ta ấy, lúc đó, tin 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 tin, chàng không biết ngại à? Sao lại nói trôi chảy như thế? Vũ Yên bị những lời kia làm cho đỏ hết cả mặt mũi mà anh không buông tha cho nàng. Không ngại, nàng muốn nghe ta kể, ta kể chi tiết luôn. Lần đó nàng uống say ôm lấy ta. Không 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 không, tại Hạ nhận thua tại hạ bái phục vương gia được chưa nào nguyên cười vui vẻ nắm tay nàng tỉ mỉ xem xét các đầu ngón tay thon dài vừa rồi anh sao không nhìn ra chú ý của nàng nàng cố tình cầm trà nóng đưa cho uyển như làm cho nàng ta theo bản năng hất bỏ nàng chịu nóng giỏi nhưng mà ta không chịu nổi nỗi đau đâu chàng không trách ta bày kế hại người à ta trách nàng việc tự làm tổn thương mình ấy chút nóng này nàng chịu được xuống bếp nấu nhiều đã quen được rồi còn đối với Uyển Như Tay chân mỏng manh mềm yếu Chịu làm sao được chứ Hứa với ta là sao không được thế đâu Nàng không giỏi hại người khác Không khéo bị thương thì sao Muốn trừ khử ai nói với ta Ta thay nàng loại bỏ Có đấy Là ai Là chàng Đừng nghĩ dùng lời ngon ngọt dụ dỗ được ta Ta chưa trách chàng Chuyện đem ta mang thai giả nó cho Uyển Như biết Lần trước Nàng ta lấy chuyện đó hăm dọa ta đấy Nguyên nghe thấy Lần nữa lo sợ nàng hiểu lầm Vẻ mặt anh khổ sở chối bỏ Nương tử à, ta đâu có nói Thật không có Kỳ lạ chuyện này ai truyền ra ngoài nhỉ Phía sau nhất định có chuyện nàng không biết Nương tử Chuyện gì nữa Nguyên hôn lên chán nàng Về mặt tò mò Nàng nghĩ xem Con chúng ta có được là từ lần nào Chàng im đi Chuyện cũ lần nữa lặp lại Vụ yên nhàm chán trên giường Cùng chăn bông ấm áp Lan qua lan lại Nhìn người phía trước Đang ngồi đọc án thư Cả tuần này Nàng ngoại trừ ăn uống ra Việc còn lại chính là nằm lăn dài thế này Tại sao lại thế nhỉ Có không phải do Hàn Thương Nguyên à Từ sau khi biết nàng mang thai Anh mỗi ngày làm việc gì cũng muốn giám sát nàng Nhất quyết không để nàng làm cái gì Trực tiếp coi nàng như con heo mà nhốt lại <laughs> Chán chết đi mất Ta muốn xuất vụ Thế anh không nói gì Nàng nghĩ anh đang chăm chú đọc công văn không để ý Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường Khóc lưng cúi người sau lưng anh bước đi Đúng là không dễ như nàng nghĩ Chưa được vài bước Người kia ôm lấy kéo nàng ngồi trong lòng Nàng muốn trốn đi đâu Đi hóng mát một chút thôi mà Anh lộ rõ vẻ mặt không tin Đưa ánh mắt thăm dò phía nàng Nàng lại muốn đến Minh Nhật lâu Đúng chỉ chơi một chút thôi Không được Đây không phải lần đầu anh không đồng ý Nàng có lần bực tức đến nỗi không thèm quan tâm Tự mình rời đi Kết quả bị anh ngăn cản Đem chân bọc lấy cả người nàng Ôm khư khư lấy Không để nàng kháng cự gì thêm Cuối cùng nàng chịu thua Rồi ngủ luôn ở trong chăn Vũ Yên biết nếu cứ như thế Chắc chắn nàng không làm được gì Anh sao lại thích quả nàng thế nhỉ Chỉ bằng làm phụ mẫu của nàng luôn cho xong tướng công à Nàng vừa gọi ta là gì Anh không nghe lầm chứ Hôm nay lần đầu chủ động gọi anh như vậy Ta gọi chàng là tướng công Anh biết nàng muốn lấy lòng mình Nhưng không sao Nghe nàng gọi thế đúng là rất vui vẻ Về sau cứ gọi ta như thế Vũ Yên thấy anh hài lòng Thuận theo mà nói tiếp Người xưa nói đúng Nam nhân rất dễ siêu lòng trước nữ nhân lời nói ngọt ngào Đương nhiên anh là nam nhân Nàng dùng đúng cách rồi đây Hôm nay ta xuất phụ được chưa ạ à? Không được Hả Thôi được rồi Nàng xem thưởng anh quá Như vậy hẳn là chưa đủ Nàng phải tăng thêm mới được Nghĩ là làm Nàng đưa tay tròn qua cổ anh lần nữa xin xỏ Hôm nay ta xuất phủ được không ạ? Nguyên thấy nàng chịu chủ động ôm mình thân mật Nét mặt tràn ngập vui vẻ Nhưng bên miệng vẫn là lời nói cũ Không được Nàng nhớ người hôn nhẹ môi anh Nàng không tin anh không siêu lòng Ta muốn xuất phủ Đồ hôn bất ngờ của nàng làm cho anh không ngờ được Đến khi nhận ra môi nàng đã rời khỏi Nàng chủ động hôn anh tư vị nó thực khác Hương vị thơm ngọt khiến anh lưu luyến không thôi nàng bị ánh nhìn của anh làm cho có chút xấu hổ đỏ mặt nhận thấy anh nhìn nàng chăm chăm không rời mắt nàng ngượng ngùng đảo mắt đi nơi khác nàng muốn xuất phủ được thôi ta đi với nàng thật á đi với chàng cũng được có chút phiền nhưng mà cũng không sao nàng chê ta phiền á vũ yên cười lập tức chối bỏ hì không có chỉ là chàng dạo này thích nói nhiều không thua gì ta luôn không phải vì ta là phu quân quan tâm đến nàng à? Nàng không muốn chờ thêm Rất nhanh đứng lên kéo tay anh Cùng nàng mau chóng rời đi Rất lâu rồi nàng không có đi dạo phố Nàng muốn được tự do chạy nhảy Nguyên à chúng ta mau đi thôi Khóa đã Nàng tưởng anh định nuốt lời vẻ mặt sụ xuống thấy rõ Chàng muốn nói gì Muốn hôn nàng Trên môi nàng lần nữa tràn ngập hương vị ngọt ngào Hẳn đây chính là mùi vị của tình yêu đi Nàng cuối cùng tìm được nam chủ của mình trên phố đông người qua lại Hàng quán bày bị khắp nơi Trên đường lớn có hai thân ảnh Một người nhanh nhẹn đi trước ghé vào hàng này Rồi đến quán nọ Trên miệng lặp đi lặp lại hai từ gói lại Người đó không ai khác chính là Lạc Vũ Yên Thân ảnh đi theo sau giúp nàng thu gom mọi vật dụng Lúc trước thì là tiểu hương Còn hiện tại chính là hàn thương nguyên Nàng đi chậm thôi Cẩn thận đấy Anh hối hận khi đồng ý cho nàng Ở nơi đông người qua lại che chen lấn lấn anh hối hận hơn nữa khi không mang theo thuộc hạ đến lúc này tự mình ôm lấy một đống đồ người bên đường nhìn vào nó thế nào chắc chắn bọn họ không tin anh chính là ngũ vương gia hoàng thương vương nguyên à chàng đến đây xem này đẹp chưa bùi yên đứng trước quầy bán ngọc bội trên bàn lớn bày rất nhiều ngọc trang đẹp mắt màu sắc lớn nhỏ có đủ trên tay nàng cầm một miếng bạch ngọc thoáng nhìn có vẻ rất đẹp mắt vì cô nương có mắt nhìn quá đây là miếng ngọc bội hiếm thấy đấy Hàng tốt hàng tốt Nguyên nhìn qua chưa đầy vài giây trả lời Nhìn không tệ Nhưng mà là đồ giả Đồ giả? Ông chủ Đã như thế nên giảm giá một chút đi chứ Lão chủ quán tưởng không bị phát hiện Thế mà không ngờ bị bọn họ vạch trần ra được Cô nương xin đừng nói lớn Ta giảm giá cho cô 20 lượng bạc thế nào Được ta lấy Vừa nhận lấy Nàng đưa đến trước mặt anh Tại trang đấy Nàng tặng nó cho ta Ừ Lúc trước chàng tặng ta một miếng Bây giờ ta tặng lại cho chàng một miếng Giống như thế đấy Nguyên bên miệng cười khổ Đây là đồ giả Đồ giả đó còn được giảm giá xuống 20 lượng Nàng cũng thực là Miếng ngọc kia của nàng bảo ngọc vô giá Nàng đem đánh đồng với nhau Nhưng nàng chịu tặng cho anh là tốt rồi Anh đưa tay cầm lấy vũ yên bên cạnh khâu khách khí vỗ vỗ vàng, Đồ giả thì làm sao Quan trọng là tấm lòng ý Anh đem ngọc bội bỏ trong ngực cười gượng gạo Tấm lòng của nàng đúng là thực lớn Sau đó nàng kéo anh vào tử quán bên đường Vừa ngồi xuống liền gọi món Nàng không được ăn cái này Cái này thì sao? Không được Nàng không khỏi thở dài Nàng hiện mới biết mang thai nó phiền phức như vậy Hối hận cũng không kịp Chàng sao lại biết được nhiều thế Giống như là Nàng suy nghĩ lung tung cái gì Ta là đặc biệt hỏi qua tất cả các đại phu trong cung Bọn họ đều căn dặn như thế Nàng nhìn thái độ phân trần của anh Thực quá là đáng yêu anh luôn ôn nhu chu đáo với nàng như vậy Bên cạnh đó Có hai đại nam tử dáng người cao to Vừa uống rượu vừa nói chuyện lớn Người nghe đến chuyện của Vân Đại Tiểu Thư Nữ nhi của Vân Tướng Quân chưa Đương nhiên là biết Chuyện này lan truyền khắp cả kinh thành Có ai mà không biết chứ Hiện tại khắp Vân Gia rối loạn cả lên Người nói xem Ai mời được Vân Tiểu Thư của Vân Gia Sắp gả cho Thái Tử bay lên làm Phượng Hoàng Nhưng chỉ trong một đêm mất hết thanh danh Ừ, nàng ta cư nhiên bị mang đến thanh lâu, Lần này tiết hạnh không giữ được rồi. vũ yên cả nghe cả khó tin, người bọn họ nhắc tới không phải vân thiên nhạc chứ? mỗi buổi sớm khi nàng thức giấc, bên cạnh đều không nhìn thấy nguyên, anh theo thường lệ mỗi sáng sớm chuẩn bị vào chiều đến giờ chưa trở về phủ. đối với nàng việc này quen rồi, nàng lười cho nên không giống với bọn họ thức dậy sớm như vậy. vũ yên vừa rời khỏi giường, bên ngoài có tỷ nữ bước vào hầu hạ. Vương Phi ngài dậy rồi ạ Yên nhìn tỷ nữ vừa bước vào Trong lòng sinh ra khó hiểu Nàng ta tuổi tầm 16-17 Gương mặt có thể nói là xinh xắn Vũ Yên đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng ta Đây là tỷ nữ ở viện nào nhỉ Sao nhìn xa lạ như vậy Còn nữa tiểu hương đi đâu Hôm nay thay người mới đến hầu hạ thế này Muội là ai thế Tiểu hương không vào đây à Nàng ta chính là tỷ nữ mới của vương phủ Nghe hỏi nhanh nhẹn trả lời Dạ bẩm vương phi Nô tỳ tên gọi A Liên Hạ nhân mới đến Hôm qua nhận lệnh vương ra Đến thay thế cho tiểu hương Về sau ở bên hầu hạ cho người ạ Mụi thay thế tiểu hương á Dạ vâng ạ Vũ Yên càng lúc khó hiểu Đây là người mà Nguyên đưa tới hầu hạ nàng á Nhưng nàng đã có tiểu hương Muốn thay thế người của nàng là sao Không cần đâu Mụi gọi tiểu hương đến đây đủ rồi Nô tỳ tuân mệnh của vương ra hầu hạ người Chưa có lệnh nô tỳ không dám rời đi ạ Nhìn thái độ cương quyết của nàng ta Vũ Yên chẳng biết nói gì hơn Nàng không biết anh có ý định gì nữa Chưa nói lời nào tự mình đổi người của nàng Nàng không để Tiểu Hương đi đâu Vậy Tiểu Hương ở đâu hiện đang làm gì Dạ nô tỳ không rõ ạ à? Vũ Yên sau khi chỉnh trang xong xuôi Hướng tới chỗ tự quản gia dò hỏi Nàng tìm Tiểu Hương khắp cả phủ Không ai biết mũi ở đâu Tứ Thúc à Tiểu Hương nhà ta đâu rồi Nghe nàng hỏi, lão có phần giật mình, nét mặt trở nên bất thường ấp úng. Chuyện này, lão nô cũng không có biết nàng cảm thấy tự thúc có chuyện gì muốn che giấu nàng thái độ thực khác lạ tối qua ta nghe vương gia nói qua hết tự thúc không cần sợ từ quản gia nhất thời bị nàng gài bẫy còn tưởng vương gia không muốn che giấu để đồng thở ra một hơi nói với nàng bẩm vương phi vương gia từ tối qua hạ lệnh đưa tiểu hương đem đi xử trí nghe đến đây nàng biết có chuyện không ổn xảy ra tiểu hương vì sao khi không trong một đêm bị đưa đi tối qua nhất định có chuyện với muội ấy đi xem xử trí có khi nào không được nàng phải cứu người mới được từ quả ra tiểu hương bị đưa đi đâu tại sao muội bị đưa đi vương phi à người người vừa rồi không phải đã từ quả ra cuối cùng cũng biết bị nàng lừa vô tình đem chuyện vương ra can dặn không để vương phi biết nói ra lần này lão chịu tội lớn rồi Vụ yên trong lòng nóng như lửa đốt nàng không thể chờ được nữa lại lay mạnh vào tay lão ta rồi gặng hỏi ông mau nói đi tiểu hương thế nào hiện đang ở đâu Tự thu khóc không ra nước mắt Giọng run run Lão nô không biết à Xin người đừng làm khó lão già này Nàng hiện trong lòng dối rắm Cố gắng suy nghĩ mọi cách Không biết làm cách gì Đi qua đi lại trước cửa lớn vương phủ Hiện chỉ còn cách đợi anh quay về thôi Nàng đợi hết cả buổi trưa Cuối cùng anh trở về Nguyên vừa bước ra khỏi cửa lớn Thấy nàng đứng trước sân về mặt gấp gáp để không chịu được Chàng về rồi à Chàng đưa tiểu hương đi đâu thế à Hàn Thương Nguyên đoán được bộ dạng của nàng vì cớ sự gì Ánh mắt thương lãnh đưa tới Làm cho tự quản gia rét run cả người Nơi này gió lớn Nàng trở lại phòng đi đã Không chàng trả lời ta đi Thấy nàng mạnh mẽ chứa bỏ lời nói của mình Nguyên vẻ mặt không vui Trực tiếp ôm nàng trở về Tây Viện Bỏ ta xuống Đáng ghét chàng đưa ta đi đâu Nàng vừa quấy đạp hai chân Vừa né tránh thoát ra khỏi người anh Nàng tức giận vì việc anh không nói không rằng Tự làm theo ý mình Hiện đến câu hỏi của nàng Anh cũng không thèm để ý Tâm trạng bực bội Nàng càng muốn la lối Nàng đừng có làm loạn nữa Mà kệ ta Buông tay chàng ra đi Nguyên Chàng đừng tưởng muốn làm gì thì làm Thả ra Trên đường đến tây phòng Nàng không ngừng la lối làm loạn Nguyên không những không buông Ngược lại siết chặt nàng Trần xài bước mạnh mẽ Ôm nàng di chuyển câu đối hành lang Bước vào tây phòng Đá mạ nhân xung quanh Nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của vương gia Bị dọa cho sợ hãi bỏ chạy Vào đến phòng anh mới chịu thả nàng xuống Nàng làm loạn đủ chưa Ta đâu làm loạn Ta chỉ muốn hỏi chàng đưa tiểu hương đi đâu Chết rồi Lời vừa nói làm cho nàng đứng hình Không muốn tin vào tai mình Chết á Mỗi hôm qua còn nói chuyện hầu hạ cho nàng kia mà Vũ Yên nét mà xanh xám Giọng nói run run không thành tiếng Chàng, chàng hạ lệnh Đúng Anh sao làm thế Anh không biết nàng từ lâu xem tiểu hương như muội muội nàng hứa bảo vệ mỗi ấy nhưng hiện tại thì sao chàng nói cho ta biết tại sao lại làm như thế ta là vì muốn bảo vệ cho nàng vũ yên vì sự việc quá mức bất ngờ lý trí không còn minh bạch nàng không thể tiếp thu nổi mọi chuyện có chuyện gì không thể giải quyết tại sao phải giết nàng cảm thấy sinh mạng con người cổ đại sao mỏng manh như vậy chỉ bằng một lời nói của người khác tính mạng bị mất đi vũ yên kiềm chế không được cảm xúc trỗi dậy nàng nóng giận quát lớn ta không cần chàng bảo vệ Sinh mạng người khác trong mắt chàng không hề có chút giá trị Thực đáng sợ Nàng chịu đựng đến đâu cuối cùng cũng bật khóc Lời thốt ra hướng tới anh Nhưng tim nàng bị chính lời của mình đau lòng Nguyên nghe từng câu từng chữ của nàng Như dao nhọn sắc bén găm thẳng vào tim Nàng thì anh đáng sợ Anh trong mắt nàng là kẻ đáng sợ máu lạnh đến vậy Đúng thôi Anh trước giờ giết người không ít Tàn nhẫn độc ác Đúng là vậy Người khác nghĩ gì anh mặc kệ Nhưng nàng Tìm anh lúc này sao đau đến xé nát ra vậy Vũ Yên à, chàng đừng động vào ta. Bùi Yên vừa nói, chân vừa lui phía sau. Nàng không hiểu bản thân mình đang muốn làm gì, cứ như vậy chạy khỏi. Anh đưa tay định lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nàng. Trên đời có hai thứ em không muốn nhìn thấy nhất, một là hình ảnh lúc nhỏ bản thân yếu đuối bất lực bị người khác ước hiếp, điều thứ hai chính là nước mắt của nàng. Cánh tay trong không trung run rẩy, từng chút một khó khăn thu về. Anh đáng sợ đến như vậy ư? Ừ. Từ sau hôm đó. Khoảng thời gian gần đây Vũ Yên không gặp anh Nguyên cũng không đến tìm nàng Nàng không biết anh hiện tại thế nào Có hay không vì lối lúc đó của nàng không quan tâm nàng nữa Vũ Yên trở lại phòng mình Suốt ngày ở bên trong Trong lòng là mớ hỗn đột Tâm tư vì thế trở nên sầu não Nàng không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tiểu Hương Ngày đó nàng biết bản thân Có phần không kiểm soát được chính mình Hiện tại bình tâm trở lại Mới biết mình quá nóng vội Lúc này muốn gặp anh hỏi rõ ràng Nhưng nàng chưa tiếp nhận được chưa thấy đối mặt với cái chết bất ngờ của Tiểu Hương Phải làm sao đây Càng nghĩ càng thêm khó chịu Nàng không muốn ở mãi trong phòng Bộ Yên cuối cùng quyết định xuất phủ đến Minh Nhật Lâu Đi ra ngoài tâm trạng sẽ tốt hơn Tại Minh Nhật Lâu Tiểu Mạc mang trà đến cho nàng Nàng ta chính là cẩm sư Được Lạc Vũ Yên kỹ lưỡng lựa chọn Tin tưởng giao cho thay nàng quản lý tự quán Lâu chủ Lâu rồi mới thấy người trở lại Vũ Yên vẻ mặt có phần ủ rũ Mọi việc trong tử tốt cả chứ Vâng tất cả rất tốt ạ à. ừ, thế được rồi Thấy biểu tình nàng không tốt Tiểu mạc lo lắng Lâu chủ có tâm sự à? Đúng Ta vài ngày tới sẽ ở lại đây Người nói thật á Như vậy tốt quá Nàng không hiểu sao bản thân muốn làm vậy Nàng rõ ràng trong lòng luôn nghĩ tới anh Nhớ anh Nhưng lại sợ gặp anh Nàng có phải sắp phát điên rồi không đây Vài ngày sau Tiểu mạc mở cửa gian phòng đặc biệt của nàng Nơi này ngoại trừ nàng cho phép Không ai có thể bước vào Tiểu mạc nhìn người trước mặt Tấu khúc như hòa với tiếng cầm Cầm nghệ cao siêu đến nỗi Khiến cho người nghe mê mẩn Tiếng đàn trầm bổng cao thấp đan xen tâm sự Mỗi âm thanh phát ra buồn đến thê lương Tiểu mạc không muốn quấy giày lúc lâu chủ tấu khúc Chờ đến khi vũ yên đàn xong Nàng ta kịp bẩm báo Lâu chủ à, bên ngoài có vị công tử nói Quen biết với người muốn được vào đây ạ vũ yên vừa nghe không hiểu sao trong lòng vui vẻ không ít người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hàn thương nguyên anh đến tìm nàng mời vào đi bùi yên cố ý quay mặt đi nơi khác đưa lưng phía cửa trong lòng vừa chờ đợi vừa lo lắng không biết nên nói gì trước tiên bùi yên à nàng chàng đến đây là muốn bùi yên còn tưởng là hàn thương nguyên vừa quay đầu lại sau đó cảm thấy thất vọng vô tình đem tâm tư lộ rõ trên mặt thái tử nàng thấy ta nên không vui à nàng cảm thấy bản thân hơi khiếm nhã lập tức bỏ tâm tình không vui sang một bên vẻ mặt nhanh chóng khôi phục mời người đối diện ngồi xuống không phải như thế ngài đừng hiểu lầm mời ngài ngồi ạ nàng theo lệ rót trà mời khách đưa đến chỗ của hàn chính tuần ngài tìm ta có chuyện gì thế ạ anh ta nhận lấy thưởng thức hương thơm bên trong nét mặt đầy trầm tư giọng nói ôn hòa chuyện đêm đó nàng bị trúng dược nghe hàn nhắc đến việc này một lần nữa ký ức xuất hiện trong đầu đây là chuyện nàng không muốn nhớ nhất Có có cả đụ hôn bất ngờ đó Chuyện lần đó qua lâu rồi Ta không có sao Ta xin lỗi nàng Nàng nghe lầm không Anh dẫu sao là thái tử đương triều Lại nói xin lỗi nàng ở đây Không phải nam nhân cổ đại có tự tôn rất cao à Hố hồ chi còn là thái tử Nhưng xin lỗi vì chuyện gì Ngài có gì phải xin lỗi Lần đó nếu không có ngài kịp thời tới cứu ta Có thể ta đã bị tên kia ta lần đó sơ suất để nàng bị người kia mang đi hắn có gây tổn hại cho nàng không không có ta không có chuyện gì cả Như biểu tình của nàng liên tục phủ nhận như thể thực không có chuyện gì tuy nàng che giấu tâm tư rất kỹ nhưng hắn vì thế xác định suy đoán của mình là đúng lâu chủ vọng nguyệt lâu quả nhiên chính là ngũ vương gia hàn thương nguyên nàng không có gì vậy tốt rồi nghĩ đến đây nàng thấy mình thất lễ thái tử có thể coi là phúc tinh của nàng lần nào cũng đến cứu nàng kịp lúc nhưng nàng chưa có lúc nào nói một lời cảm tạ đường hoàng Thái tử à Được quen biết với ngài thực tốt Vũ Yên hôm nay thực tâm muốn cảm tạ ngài Hắn cảm thấy cao hứng Vì nàng không bài xích Ngược lại rất vui khi gặp hắn Nàng đây có thiện cảm tốt với hắn Nàng cảm thấy con người ta thế nào Vũ Yên không nghĩ ngợi nhiều Tính cách nàng luôn thẳng thắn Hỗ trì nàng từ lâu xem thái tử Chính là bằng hữu tốt của nàng Có phải nói Ngài đương nhiên rất tốt trầm ổn hữu lễ gặp người người thích gặp hoa hoa nở nàng thường nghĩ như vậy à Ừ, tất nhiên rồi anh hôm nay không ngờ được bản thân được nàng đánh giá cao đến vậy đối với những nữ tử bình thường khác khi đối diện với anh lộ ra sự kính nể bội phần rồi ra sức lấy lòng anh chỉ có nàng là duy nhất đối với anh đưa ra lời nói thực lòng chính vì nàng khác bọn họ khi ở gần nàng từ từ sinh ra yêu thích nàng hoạt bát đáng yêu tài giỏi xinh đẹp anh từ lúc nào bị nàng thu hút càng thích nàng nhiều hơn anh vì thế sinh ra kỳ vọng nhiều hơn nữa ta và vân tiểu thư đã hủy hôn ước nàng vừa nghe nghĩ đến việc hắn vì chuyện của vị hôn thê mà phiền muộn cho nên muốn đến đây hàn huyên cùng nàng nàng hiểu chuyện hạ giọng an ủi chuyện này ngài đừng quá đau buồn từ từ có cách giải quyết mà chính thuần ánh mắt càng thêm nhu tình nhìn nàng ta không có ý này vậy ý chuyện gì Mũi yên à nàng có biết rồi Ban đầu đối với thế lực của phụ thân nàng Hoàng thượng vốn dĩ sắp xếp từ trước Lập ra hôn ước giữa ta Và lạc gia nàng Nếu ban đầu nàng gặp ta sớm hơn Có phải hiện chúng ta sớm trở thành phu thê Nàng đối với thông tin này Lần đầu biết được Thì ra Vũ Yên tiểu thư Nếu không một lòng đòi gả cho Hàn Thương Nguyên Nếu nàng trong lần du thuyền lần đó Không gặp ý trung nhân Hiện tại có thể được ban hôn cho thái tử Trở thành thái tử phi Nếu thực sự như vậy Nàng ta có hay không sẽ không chết, nàng sẽ không đến nơi này để rồi mệnh duyên gặp Hàn Thương Nguyên. Tại sao ngài muốn kể cho ta chuyện này thế?" Nàng thực tâm thắc mắc muốn hỏi, nhưng không ngờ bên tay bị bàn tay to lớn của người đối diện nắm chặt. "Bởi vì ta thích nàng." Thích nàng? Vũ Yên nghe tâm tư chấn động, vội vàng thu cánh tay ra khỏi tay anh ta. "Phải nói gì tiếp theo? Nàng trước giờ chỉ xem anh ta như bằng hữu của mình. Thái tử à, ngài đây không có nói đùa." vũ yên nàng thực không nhìn ra tấm chân tình của ta ư nàng hai tay đan sen vào nhau tâm tư ngổn ngang cố lấy lại bình tĩnh thái tử à những gì ngài nói ta không có con nhẹ nhưng ta thực lòng xem ngài như bằng hữu tốt là vì tâm nàng có hàn thương nguyên à vũ yên không muốn kéo dài thêm nàng biết anh bị từ chối rất thất vọng nhưng chuyện tình cảm vẫn là nên nói ra rõ ràng chàng ấy là phu quân của ta ta thích nếu ta là phu quân của nàng thì sao sao có thể chính phần hôm nay chính là muốn đem hết tâm tư của mình nói tại đây bù yên bất kể nàng tin hay không ta vẫn muốn nói lần đầu tiên nhìn nàng ta bắt đầu thích nàng lúc nàng đứng trên cửa sổ bách hoa lâu gọi ta hai tiếng thái tử đỡ lấy kể từ giây phút đó ta đem tâm mình đặt hết ở chỗ nàng nhưng nhưng ta không thích ngài mặc dù anh đoán trước được nàng nói vậy nhưng vẫn không muốn nghe Tại sao ông trời không cho anh gặp được nàng sớm hơn Hàn thương nguyên cứ như vậy đoạt đi nàng Thực sự không cam tâm Ta muốn nói cho nàng biết Hàn chính thuần ta đây yêu nàng Không thua kém gì hắn Ta trước giờ thứ muốn có được Nhất định sẽ giành lấy Anh ta nói xong bỏ đi Để lại nàng ngồi thờ người chưa bình tâm lại được Thì bên ngoài có tiếng tiểu mạc bẩm báo Lâu chủ à Thập vương ra đến muốn gặp người Ờ vào đi Lăng vừa bước vào Chưa đợi nàng nói gì Trực tiếp tiến đến ngồi bên cạnh nàng Hai tay hữu lực ôn nhu nắm tay nàng Vũ Yên nhìn xuống tay mình Rồi ngước mặt nhìn anh ta Trời, cái ánh mắt này không phải lúc nãy nàng vừa mới thấy qua Lăng ngừng ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn nàng Ngũ tổ, để có chuyện quan trọng muốn nói với tổ Để... Vũ Yên gào thét trong lòng Cái lời thoại của biểu cảm này Phim không phải là cảnh... Ôi trời đất ạ à. Nàng cảm thấy hối hận những người này ở yên trong phủ có phải tốt hơn không? Tưởng đến đây bớt phiền muộn, không ngờ sóng này chưa qua sóng sau tới. Bên trong tử lâu, khách nhân thay nhau ra vào không ngớt. Vẫn như ngày thường, Minh Nhật Lâu luôn là tử quán thu hút nhiều khách đến thưởng nghệ uống rượu dùng bữa. Bên ngoài tiếng đàn hát, cổ không khí náo nhiệt vỗ tay tán thưởng sôi nổi. Hiện tại bên trong gian phòng, hai thân ảnh đối diện nhau. Bầu không khí bên trong nó trái ngược hoàn toàn với ngoài kia. Cả gian phòng yên nắng khác thường Không khí cũng trở nên vị thế gượng gạo Ngũ tàu à Để có việc muốn nói Lăng chưa kịp nói Bị lạc yên ngăn lại Nàng chẳng muốn một lần nữa rơi vào tình huống khó xử Để khoan đã Hôm nay ta không khỏe Lần sau nói tiếp đi Lần sau nói nhé Ngũ Tẩu chuyện này quan trọng Để không thể không nói Ta nghĩ để không nói tốt hơn ý. Lăng nghe không rõ Tổ vừa nói gì cơ Nàng lúc tú khua tay Không có gì Lăng cảm thấy thái độ của nàng có chút kỳ lạ Như thể có gì đó né tránh Chuyện đệ muốn nói chính là chuyện của Ngũ Hoàng Huynh ấy Vũ Yên vừa nghe trong lòng nhẹ nhõm phần nào Nàng tưởng anh đây là định Đúng, nàng rảnh rỗi toàn nghĩ chuyện không đâu rồi Nhưng một phần là do anh ta Nói gì thì nói Có cần bày ra cái vẻ mặt dễ gây hiểu lầm vậy không chứ Để đến đây vì việc này á Đúng thế Tỷ đang nghĩ gì thế ạ à? Ờ, à, nghĩ gì đâu Lăng quan sát nàng một lượt cuối cùng nói tiếp Giữa tỷ với ngũ huynh có chuyện bất hòa đấy à Nghe đến đây nàng nghĩ đến nguyên Có thể nói lần đầu tiên nàng và anh xảy ra bất hòa lớn như vậy Anh vì chuyện này lâu rồi không tìm nàng Không nghe nàng đáp trả Anh ta ngầm hiểu ý nói tiếp Tẩu vì chuyện tiểu hương à Đúng nếu để biết ta không muốn giấu làm gì để nói xem tại sao chàng ấy giết chết tiểu hương Lăng không giải thích Phong thái ung dung lãnh đạm uống một ngụm trà thơm để muốn cho tỷ gặp một người. Chưa đợi nàng đáp trả, anh hướng ra ngoài cửa gọi lớn, "Người vào đi." Từ ngoài cửa, một thân ảnh nhỏ gầy bước vào, trên người mặc bộ y phục vải thô cũ nát, trên đầu đội khăn che kín gương mặt. Nàng ta từ từ bước vào, bộ dạng nửa muốn vào, nửa không dám trông rất khổ sở. Nàng ta là ai? Bộ dạng này trông quen thuộc nhỉ? Trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc. Người vừa đến tự mình quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu khóc không thành tiếng. "Tiểu thư" Tiểu Hương cô lỗ với người là là mũi hả? À? Vũ Yên bước đến kéo màn che trên đầu mũi ấy để chính bản thân kiểm chứng một lần. đúng là Tiểu Hương muội không bị sao thật tốt quá rồi. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, may được ngữ vương gia cứu giúp. Nô tỳ về đây muốn dập đầu bái tội trước người. nàng biết trong chuyện này nhất định có uẩn khúc nàng chưa biết rõ. đưa ánh mắt muốn biết toàn bộ nội tình bên trong về phía Hàn Thương Lăng. Anh ta hiểu rõ ý muốn của nàng Không nhanh không chậm giải thích cho nàng hiểu Mục đích anh đến đây không phải giúp ngũ huynh giải quyết hiểu lầm này sao Thật ra chuyện tổ bị người khác bắt đi ở Minh Nhật Lâu Đã được ngũ ca cho người âm thầm điều tra rõ ràng Thủ phạm thực sự đứng đằng sau Chính là Vân Thiên Nhạc Cùng với Diệp Uyển Như Nàng nghe thấy không khỏi giật mình Lúc trước tưởng tên chủ mưu chính là Lý Thẩm Không ngờ người phía sau lại là tiểu thư Vân Gia Người sắp lên làm thái tử phi à Khoan giữa nàng và nàng ta đâu có hận thù gì sâu nặng đúng là ngồi không cũng bị người khác hãm hại nói như thế về chuyện nàng ta bị người khác bắt đem đến kỹ viện làm kỹ nữ chuyện này không phải do hàn thương nguyên làm chứ lăng như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng anh lần nữa giải thích trước giờ thế lực vân ra từ sớm lớn mạnh nên đem toàn bộ chuyện xấu của ta dàn xếp ổn thỏa một chút dấu vết không lưu lại một đêm nàng ta ra trị tội xem ra không dễ nói đến đây anh ngừng một chút giả vờ ho lên hai tiếng rồi nói tiếp nhưng xem như trời cao có mắt để vân đại tiểu thư kia tự mình đi lạc và thanh lâu còn làm chuyện mất hết thể diện thanh danh vì thế bị hủy đi đi lạc à trên đời có chuyện hoang đường như vậy nói ra ai tin còn không chịu thừa nhận do các người làm nhưng đến cuối cùng đối với lòng dạ tàn độc như nàng ta xem như đây là báo ứng rồi nàng đâu phải thiện nam tín nữ gì mà bênh vực cho cái kẻ hại mình vậy chuyện tiểu hương là sao? ủy như kia sợ tội từ sớm chạy trốn, không đợi người của ngũ ca truy bắt, hiện tại à khá khổ sở vì bị, bị người vân gia truy lùng nhằm giết người dì khẩu, mang trên mình tội danh hãm hại vương phi mà làm người nội gián truyền tin cho à ta chính là tiểu hương. còn nữa chuyện hạ độc trong đêm đại hôn của tẩu do nàng ta theo lời của ủy như làm ra, nàng không ngờ người bên mình trước nay thế mà lại là người phản bội mình. Vũ Yên thực cảm thấy khó tin Suốt cuộc nàng biết được chuyện nàng mang thai giả Vì đâu mà Uyển Như biết Cả chuyện nàng chính là tiểu lam lâu chủ của Minh Nhật Lâu Muội trước giờ luôn hận ta đến thế à Tiểu hương quỳ trên mặt đất Khóc đến hai mắt sưng đỏ Giọng nói đứt quãng Tiểu thư từ sau khi người mất trí nhớ không giống lúc trước Thường xuyên đánh đập hành hạ tiểu hương nữa Ngược lại đối xử vô cùng tốt với nô tỳ Chỉ là nô tỳ có một người muội muội Làm tỳ nữ bên cạnh Bị Diệp tiểu thư uy hiếp Cho nên cho nên Tiểu hương lên người đến bên Vũ Yên ôm lấy chân nàng Về mặt ân hận khóc lớn Nô tỳ biết mình làm ra việc tay trời Để cả tiểu muội cũng bị xử tội chết Là vương gia nệ tình của người Che giấu cho nô tỳ cũng muội muội Âm thầm trở về quê sống ẩn giật Hôm nay nô tỳ trở lại Thực tâm muốn bội tội với người Hiện người giết chết nô tỳ Tiểu hương cũng không hề oán trách vũ yên nhìn bộ dạng cùng y phục mỏng manh thô rách của mỗi ấy hiểu được thời gian qua bọn họ khổ cực thế nào nàng không trách tiểu hương xem như thay lạc vũ yên thực sự kiếp này gánh đi nghiệp chướng nàng ấy gây ra nếu nàng ta không nhiều lần hành hạ chửi mắng người khác không đi đến kết cục phải chết đi như vậy tiểu hương à mỗi đứng lên đừng cứ một chút là muốn chết như thế có ích gì đâu về sau sống hơn là được rồi người người không hận tiểu hương chứ hận Ta hận muội giấu ta Việc đem tiểu muội biến tình cảnh trở nên như thế này Tiểu hương kiếp này Xin đi theo bảo vệ người cả đời Nàng không khỏi thở dài Muội đến đây Bản thân mình lo chưa xong Đòi bảo vệ người khác gì chưa Đến thân phận không thể để lộ ra ngoài Xem ra đúng thực còn rất trẻ Cho nên chưa thể suy nghĩ chu toàn Ta hứa sát xếp ổn thỏa cho muội. Lăng nãy giờ quan sát biểu tình của nàng Đúng như ngũ huynh từng nói Tâm tính nàng cởi mở đơn giản bản tính quá nhân hậu không thích hợp để cuốn vào những việc này anh thực cũng biết ngũ ca của mình vì sao muốn che giấu nàng hơn rồi, rồi tiểu hương Người lui ra trước đi tạ ơn vương gia tiểu hương nhìn chỗ nàng thấy tiểu thư nhà mình gật đầu trấn an nàng ta an tâm lui ra bên ngoài tỷ có biết lúc nhỏ giữa ta với ngũ ca sống trong hoàng cung tuy thân phận hoàng tử nhưng cuộc sống không dễ dàng gì cả anh tiếp tục uống trà ngũ huynh từ nhỏ rất hiểu chuyện vì thế lực không đủ mạnh Thường xuyên bị người khác ước hiếp Luôn phải nhìn sắc mặt hoàng hậu Cùng các vị huynh trưởng khác Càng ngày chúng ta càng biết Nếu không muốn để người khác khinh thường Bản thân phải ngoan độc một chút Tàn nhẫn một chút Tâm cơ sâu thẳm cô độc đến lạnh lẽo Khiến cho người khác phải sợ hãi Huynh ấy có được thế lực mạnh như ngày hôm nay Quả là không dễ dàng gì Vũ Yên trước giờ luôn nghĩ mình hiểu được Chuyện tranh giành quyền thế trong hoàng thất Nàng xem không ít phim Đọc không ít sách Tất cả đều có nghe nhắc tới Nhưng nàng vẫn là không hiểu Bên trong thực sự có bao đáng sợ Có bao khó khăn cùng tàn khốc Vẫn chỉ có các người bọn họ mới hiểu hết được Nàng vì một lần thiếu suy nghĩ Đem những lời nói kia tổn thương đến anh rồi Thập đệ à Chàng ấy hiện Anh biết nàng khó xử Không dễ dàng để nàng chờ lâu Ngũ ca dạo gần đây không vào cung diện tấu Huỳnh ấy cả ngày trong phòng uống rượu say khướt Đến dùng bữa không màng Không cho phép người khác bước vào Buổi sáng nay đệ phá cửa sông vào Thế huynh ấy nằm dài trên sàn gỗ Không biết từ khi nào đã đổ bệnh Hả? Vũ Yên lập tức đứng phát dậy Trong lòng nóng như lửa đốt Nguyên bị bệnh ư Lăng thấy thái độ của nàng Bên mắt đảo có một vòng tính toán gì đó rồi nói thêm Lý Thái Y trần bệnh Sau đó lắc đầu thở dài một hơi Không biết là ý gì nữa Anh vừa nói vừa tận tâm mô phỏng hành động Cũng như biểu tình cho sinh động Tâm tư của nàng càng thêm chấn động Đúng rồi Huynh ấy phun ra ngụm máu nữa Hàn Thương Lăng Chuyện lớn như thế sao để không nói sớm Ta nhất định phải đánh chết đệ Anh sợ nàng chưa đủ sốt ruột Nên nói thêm vài chi tiết Cuối cùng thuận lợi khiến cho nàng tức tốc về phủ Nhưng điều anh không ngờ Nàng hung dữ mắng anh lớn tiếng như thế Làm anh xấu hổ chết đi được Tại Hoàng Thương Phủ Vũ Yên về đến phủ tức tốc bỏ lại Thương Lăng ở phía sau Hướng thẳng phía Tây Viện chạy nhanh đến chỗ của Nguyên Hai bên hành lang Các tỷ nữ cùng hạ nhân chố mắt nhìn nàng Đây là vương phi của bọn họ Bộ dạng gấp rút của nàng khiến cho bọn họ kinh ngạc Hoàng thương phụ quả là rộng lớn Chạy đến Tây Viện cũng thực mất thời gian Nàng hiện trong lòng rất nóng vội Lo lắng cho Nguyên Anh vì nàng mới đau lòng uống nhiều như vậy Anh như thế nào có muốn tuyệt thực nữa Nghĩ đến bệnh tình anh hiện tại nguy cấp Nàng không màng hình tượng bản thân Trực tiếp vén váy dài Treo qua các lối đi từ hành lang Tìm con đường ngắn nhất mà chạy Lăng ở phía sau bị hành động quá đỗi kinh ngạc à, của nàng trở tay không kịp Chờ đất, nàng không phải đang mang thai à Việc này để ngũ ca biết Chắc chắn đem mình đạp đi mất Tỷ ơi cẩn thận, dừng, dừng lại Vũ yên như con sóc nhỏ Nhanh nhẹn vượt qua tử hoa Trèo qua các lối chắn nhảy tới nhảy lùi Hàn thương lăng cùng các hạ nhân bên dưới Vừa đuổi theo, vừa la hét dữ dội Cùng hết sức rượt theo nàng Vương Vi à, người đừng chạy nữa Ngũ tổ ơi cẩn thận cuối cùng sau quá trình người chạy trước kẻ chạy sau vũ yên đến trước cửa phòng của hàn thương nguyên không nghĩ ngợi nhiều nàng tung cửa bước vào thương nguyên à ta đến rồi đây phía trước lý thái y ngồi trước bàn ghi chép đơn thuốc trên đường gỗ một thân ảnh nằm an tĩnh bất động hai mắt nhắm chặt người đó không ai khác chính là nguyên nàng bước đến ngồi bên cạnh nhìn gương mặt trắng xanh nhợt nhạt của anh dạo gần đây không gặp anh sẽ gầy đi thế này hiện không có chút động tĩnh gì cả làm cho nàng thực sự lo lắng Nguyên, chàng tỉnh lại đi, là ta đây. Nàng gọi mấy lần, anh không hề có bất cứ một cử động nhỏ. Bên cạnh lăng đứng yên quan sát không nói một lời. Nàng đi đến mang theo nét mặt lo lắng hỏi Lý Thái Y. Lý Đại Phu à, chàng ấy rút cuộc là sao thế hả? Dạ bẩm vương phi, là bởi vì trong thời gian dài uống rượu quá sức, cộng với lại khí khuyết không lưu thông, ảnh hưởng tâm mạch. Nhưng người yên tâm ạ, chỉ cần nghỉ ngơi tầm bổ sẽ sớm bình phục. Nàng thở vào hỏi. Như vậy không có gì nghiêm trọng chứ Dạ trước mắt thì không ạ Lý Thái Y chưa kịp nói Bị lăng cản lại Ông xem xem kỹ lại chút đi Ta cảm thấy bệnh tình ngũ ca không đơn giản vậy đâu Nhận được ánh mắt hàm chứa ẩn ý của thập vương gia Lý Thái Y sống nhiều năm trong cung Ít nhiều nhạy bén hiểu ý chủ tử Ngay sau đó Lập tức đem lời nói chuyển sang ý khác Thập vương nói đúng đấy ạ Để hạ thần xem kỹ Lý Thái Y lau mồ hôi trên trán đưa tay chạm vào cổ tay người nằm trên giường một hồi sau âm thầm đánh giá nhìn về phía hàn thương lăng đảo mắt một cái đưa ra kết luận dạ bẩm vương phi mạch tượng vương gia có chút khác lạ loại bệnh hiếm gặp thần không có cách chữa trị ạ vũ yên mới vừa rồi giảm bớt lo lắng hiện nghe đại phu nói xong tim đập mạnh một nhịp vừa rồi không phải nói không đáng ngại à thay thật như vậy ư dạ bẩm vương phi hạ thần trước mắt viết đơn thuốc rồi từ từ nghĩ cách Bùi Yên vô cùng tự trách mình Nếu nàng chịu đến gặp anh sớm hơn Có lẽ anh không bệnh nghiêm trọng như vậy Nàng nắm bàn tay anh Nhìn sắc diện nhợt nhạt thiếu sinh khí Tâm nàng đau nhói Nguyên à chàng tỉnh lại đi Là ta sai rồi mà Lăng đứng bên cạnh thấy thế Biết là anh nên ra ngoài Mà việc còn lại để ngũ ca cùng nàng từ từ hòa giải Nhìn nàng đối với ngũ hoàng huynh hết lòng như vậy Xem ra tâm tư nàng đặt hết ở chỗ huynh ấy Anh ta thấy vui mừng Thay cho ngũ ca cuối cùng tìm được người trong lòng. Về phía tình cảm anh dành cho nàng, nên một mình giữ lấy. Ở kiếp này có duyên gặp nàng như vậy là đủ rồi. Hai người họ âm thầm bước ra khỏi phòng, nơi này chỉ còn lại nàng và Hàn Thương Nguyên. Anh nằm yên không có dấu hiệu tỉnh lại. Vũ Yên ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh, bên ngoài trời về khuya, không khí ngày một trở nên an tĩnh. Nàng lúc này không hiểu vì sao ghét sự yên tĩnh đến vậy, trong lòng lo sợ bệnh tình của anh. Nàng sợ anh không thể tỉnh lại Nếu anh cứ như vậy Nàng biết phải làm sao đây Bộ yên ngả đầu vào ngực anh Lắng nghe nhịp tim từ tim anh Nếu chàng có chuyện gì Nàng sẽ ân hận tự trách cả đời này Nguyên Ta rất buồn ngủ Nhưng mà ta đợi chàng tỉnh lại Này chúng ta ký giao ước được không Chàng chịu tỉnh lại Mọi việc về sau ta tất cả nghe lời chàng Ta ở trong phủ cả đời cũng được Chỉ cần chàng tỉnh dậy thôi Nàng ghét nhất không gian yên tĩnh thế này Một mình cảm thấy cô độc Trước giờ cứ nàng nói nhiều hỏi nhiều phiền phức đến mức nào Anh sẽ đáp lời nàng Đâu giống như bây giờ Cứ im lặng đáng sợ như vậy Ta sai rồi Ta không tốt làm tổn thương đến chàng rồi Chàng mà không tỉnh lại Vậy sao ta mặc kệ chàng đấy Nương tử à đừng khóc Vũ Yên cảm nhận trên vai chuyển đến cảm giác ấm áp Cái ôm rất lâu rồi Nàng chưa cảm nhận được Anh cuối cùng tỉnh lại rồi Ta không tốt để nàng phải khóc rồi Anh từ từ ngồi dậy Lau đi nước mắt trên mặt nàng Không ngờ càng lau nàng càng khóc lớn Ôm chặt lấy anh một tấc không muốn rời Chàng nghe ta nói Ta sai rồi Chàng đừng vì những lời nói trong lúc nóng giận của ta mà cho là thật Chàng phải tin ta Ta rất thích chàng Nàng nói gì cơ Nói một lần nữa được chứ Ta thích chàng cực kỳ thích chàng Không chỉ nói một lần Về sau ngày nào cũng nói cho chàng nghe Để khi chàng phiền chết thì thôi Lần đầu tiên nàng chịu thừa nhận nói thích anh, anh tưởng sau sự việc kia nàng không để tâm đến anh nữa, trốn tránh rời khỏi anh. Những ngày vừa qua, anh như rơi vào địa ngục, uống rượu vì muốn quên đi tất cả mọi phiền muộn. Nghĩ đến việc nàng vì anh sợ hãi bỏ chạy, khiến tâm anh đau nhói. Nàng nói một lần ta vui một lần, không phiền chết đâu, mà là vui đến chết đi. Về sau ta bám lấy chàng không rời, để xem chàng có phiền chết không. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Không ngờ vì sự việc lần này Anh mới biết tình cảm của nàng đối với anh sâu đậm thế nào Nương tử à, ta yêu nàng Thời gian trôi qua thực nhanh Vụ yên đối với việc trở về hiện đại không còn nghĩ tới Có thể đây là ông trời sắp đặt từ trước Để nàng thay cho lạc tiểu thư yểu mệnh kia sống tiếp Hơn nữa tại nơi này sống cuộc đời mới Với một gia đình mới Lúc này trời vào cuối đông Khí trời không còn lạnh lẽo như trước vũ yên khoác trên mình chiếc áo choàng lông ấm áp đưa tay xoa xoa bụng mình mắt nhìn ánh nắng nhỏ nhoi xuyên qua tiết trời xa lạnh tiểu thư à người uống chút canh nóng ừ người vừa rồi không ai khác chính là tiểu hương từ sau lần gặp mặt ở minh nhật lâu bố dĩ vũ yên sắp xếp giúp nàng ấy một phần kinh phí để hai tỷ muội đi xa khỏi kinh thành một phần thoát khỏi tội danh và còn lại trốn thoát sự truy sát ở vân gia Nàng cho dù nói thế nào Tiểu hương nàng nặc sống chết Muốn ở lại bên cạnh nàng Tiếp tục hầu hạ báo đáp nàng Tiểu hương biết cứ như vậy ở lại kinh thành Không thể được cho nên tự mình hủy đi dung mạo Ở lại chăm sóc cho nàng Vũ Yên không ngờ tiểu hương làm vậy Nàng cảm thấy đau lòng cho mọi ấy Đối với nữ tử Dung mạo không phải rất quan trọng à Hủy dung có thể khiến cả đời không tìm được trượng phu Nàng ấy cứ vậy phá đi nhân tướng của bản thân Chỉ vì muốn ở bên cạnh nàng Tiểu thư được gọi mũi là Tiểu Hương Hiện tại mũi tên A Châu mà Mũi nghe trước quyết định như thế Có hối hận không? Không có ạ à. Gió lạnh theo hướng cửa sổ nơi nàng ngồi Thổi thổi vào trong căn phòng Châu biết cơ thể nàng không chịu nổi hàn khí Khuyên nàng trở lại giường đốt than giữ ấm Chính mình đi đóng lại cửa đốt thêm hương cho nàng Châu Mũi nghe ngóng tin tức gì không? Nàng biết tiểu thư nhà mình lo lắng Cho nên ra sức trần nàn Tiểu thư đừng lo, mọi việc sớm ổn thôi ạ à. Những tháng vừa qua vốn tưởng yên bình Nhưng vẫn không như nàng nghĩ Nàng quê rằng nơi đây là cổ đại Không thống nhất an niên tự do như thời đại của nàng Ở thời vương quyền như thế này Không tránh khỏi trinh phạt cùng tranh đoạt Triều đình trong nửa năm qua Xảy ra nội chiến không ngừng Sau khi hoàng đế Hàn Vũ Đế đột ngột lâm bệnh nặng Khắp triều đình không ngừng chia ra các phe phái đấu đá lẫn nhau Bề ngoài các chư quốc vì thế âm thầm lợi dụng thời cơ Tìm cơ hội thích hợp ra tay Theo tình hình hiện tại giữ triều đình chia thành hai thế lực lớn nhất. Một bên đứng về phía thái tử Hàn Chính Thuần, bên còn lại chính là ngũ vương gia Hàn Thương Nguyên. Từ trước, hai bên âm thầm đối đầu nhau. Lấy Hàn Vũ Đế là trung tâm, đem hai thế lực cân bằng thế cục ổn định triều nội. Hiện Hoàng đế lâm bệnh nặng là lúc hai bên cục diện nổi lên sóng lớn. Để tranh đoạt quyền vị, nếu nói không muốn không thể, tâm không tranh đấu nhưng kết cục người nào làm hoàng đế dĩ nhiên đem các thế lực còn sót lại trừ khử đi hết tránh hậu hoạn về sau về phía hàn chính thuần nắm giữ chức vụ thái tử trong tay trợ lực lớn nhất chính là vân đại tướng quân vân gia từ sau việc của vân thiên nhạc vân gia hận hàn thương nguyên đến thấu xương nhưng không tìm được chứng cứ không thể làm gì về phía nguyên nằm trong tay phân nửa quyền hành tướng lĩnh triều đình nên từ lâu với thế lực kia không ít quan viên văn võ đi theo phò trợ trong đó kể đến thế lực không thua kém gì với Vân Gia Chính là Lạc Thừa Tướng Lạc Gia Đứng đầu các quan chức trong triều Thường Nguyên dạo gần đây ít khi hồi phủ Anh đối với tình cảnh hiện tại bận rộn dàn xếp ổn thỏa mọi việc Với tình thế như hiện nay Có thể phụ hoàng không qua khỏi Nếu đã như vậy Cuối cùng không tránh nổi cuộc hỗn chiến sắp xảy ra Yên nhi ta về rồi đây Nguyên chàng đến rồi à Nhìn xem tiểu bảo bối của chàng luôn đạp đây này Nguyệt tiền đến hạ thấp người ngồi phía dưới giường Một bàn tay nắm tay người ngồi trên giường Dùng hết mà ôn nhu vốn có Xoa xoa tiểu bảo bối trong bụng nàng Bảo bối ngoan Còn đạp mạnh như thế Sau này ra ngoài tự chơi một mình Vũ Yên nghe nói con mình như thế thì phỉ cười Có ai tin được Ngũ vương ra lãnh đạm bằng lãnh Lại hay nói ra lời như vậy Nàng mỉm cười sờ lên gương mặt tuấn mỹ vô song Tuy anh ngoài mặt cười tươi khi ở cạnh nàng nhưng sao nàng không nhìn ra sự lo lắng cùng mệt nhọc vì chuyện triều đình? Chàng ôm ta ngủ một chút được chứ? Anh bao lâu chưa ngủ ngon giấc, còn có nhiều chuyện ngoài kia chờ anh xử trí, Nhưng lúc này an tĩnh ngủ một chút. Nàng biết anh vì lo cho nàng, cho nên đem mọi chuyện che giấu không để nàng bận tâm. Nàng cuối cùng biết được chân tình không khó cầu, chỉ cần mỗi ngày được ôm anh một lần vậy là đủ rồi. mũi Yên à, nàng không muốn ngủ à? Mau ngủ đi chứ." Nguyên, ta may mắn mới gặp được chàng Nhiều lúc muốn nói lời cảm ơn tới làng tiểu thư Vì nàng ấy khăng khăng muốn gả cho chàng Ta mới có cơ hội cùng chàng làm phu thê Nương tử à, ta cảm thấy nàng ấy vì mang nàng đến đây cho ta Chuyện ta mãn nguyện nhất chính là được cưới nàng Vậy chàng thích ta từ lúc nào? Chắc là cái đêm tân hôn lần đầu tiên gặp nàng Vũ Yên không tin Anh lúc đó nói hận không thể bóp chết nàng cơ mà Nàng không tin à? Ngốc mới tin chàng anh nghe vậy đưa tay ôm lấy ngực Mày kiếm nhau lại Chẳng sao thế Đau lòng Ừm, Đúng là biết diễn trò Anh cười vui vẻ ôm nàng trong lòng Nàng vi điểm nào thích vi phu Anh đưa nét mặt hiếu kỳ chờ mong Để lại gần gương mặt nàng Nguyên nghĩ cũng không thèm nghĩ Vừa nghe đáp lời Tất nhiên vì chàng đẹp nhất Chỉ như vậy á Ừm, chỉ thế thôi Nguyên nghĩ ngợi điều gì đó Một bên lập tức chống tay nâng người ngồi dậy Nét mặt u ám Nói như vậy nếu cô tên nào đẹp hơn Nàng sẽ thích hắn à Ghen lại ghen rồi Nàng cười thầm trong bụng Sao lại cưới một người phu quân thích ăn giấm chua như vậy chứ Không thể Chàng thử tìm xem Ở nơi này có ai xoái hơn chàng Phu quân của Lạc Vũ Yên ta đây là xoái nhất Nàng đang định bỡ bổn vương Vương ra thần thiếp nào dám Bên ngoài trời nổi gió lớn Như bên trong gian phòng Không khí ấm áp vui vẻ đến nỗi làm người khác ghen tị Chân tình chính là kiên trì đi đến cuối con đường Khó khăn nhất định sẽ gặp được Bác thời Vương Vũ Quốc Năm thứ hai bảy Hàn Vũ đến lâm bệnh băng hà Ngày này cuối cùng cũng tới Nội thị trong chiều bắt đầu lung lay Tình cảnh căng thẳng như dây cương Theo lý mà nói Sau khi Hoàng đế băng hà Sẽ ra chiếu chỉ kế vị cho Thái tử Nhưng không hiểu ông sắp xếp Hay có dụng ý gì khác Sau khi băng hà không tìm được chiếu thư Chính vì vậy làm cục diện trở nên dối dám hơn Tất cả bọn họ không ai biết Chiếu thư truyền ngôi cuối cùng ở đâu Hàn Chính Tuần lấy chức vị hiện tại Muốn đăng ngôi trở thành hoàng đế Khiến hai cục diện đối trọng lẫn nhau Rất nhanh dẫn đến nội chiến Canh ba tại Tây Viện Nguyên trong đêm tối âm thầm hồi phủ Tiến vào phòng nàng Trên mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ Điểm nguyệt ngủ trên người nàng Bề mặt lộ vẻ lo âu xoa xoa má nàng Hiện tại cục diện nguy hiểm lắm Ta không thể để nàng ở lại đây Vũ Yên à, chờ ta sắp xếp mọi việc, ta đón nàng trở về. Anh tự tay bí mật bế nàng vào xe ngựa trong đêm tối vắng vẻ, âm thầm cho người mang nàng rời khỏi kinh thành. không quên dặn dò ám vệ phải luôn theo sát nàng, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho nàng. Vũ Yên à, chờ ta. Xe ngựa khởi hành, nội trong một đêm mang nàng rời khỏi thiên an thành, một chút dấu vết không lưu lại. Anh nhu tình đứng nhìn để ghi xe khuất bóng, hai mắt ôn nhu vô hạn rất nhanh chuyển sang lãnh khóc vô tình. Ánh mắt như đao sắc nhìn phía hướng hoàng cung Gió mạnh từ đâu thổi đến tung bay trường bào đơn bạc Trận chiến này dù anh không muốn Nhưng đến cuối cùng ép buộc anh phải cuốn vào bên trong Anh làm sao không biết Thái tử muốn ngồi vào ngôi vị kia Mục đích cuối cùng chính là đoạt lấy nàng Một trận máu nhuộm tường thành Ngày này cuối cùng đến Vũ Yên sau khi thức dậy Thấy bản thân ở một nơi xa Sau khi được Châu giải thích mọi việc Nàng biết bản thân hiện ở biệt viện nhỏ Khá xa kinh thành Nguyên không nói trước một lời nào với nàng Làm cho nàng lo lắng khôn nguôi Vì anh âm thầm mang nàng đến đây Chắc hẳn kinh thành vô cùng loạn lạc Nàng biết anh sắp xếp cho mình ở lại đây hẳn có ý riêng Nàng luôn tin anh Tin anh vì muốn tốt cho nàng Nhưng Nguyên thực là Trước khi đi sao không để nàng nói vài câu Với tình hình chiến loạn thế này Hẳn thương Nguyên Tránh nhất định về bình an trở về gặp ta đấy Bộ yên thầm cầu nguyện trong lòng Lấy tay xoa xoa tiểu bảo bối trong bụng Nếu tính đúng đứa bé của nàng không lâu nữa chào đời bà ối à ta nhớ phụ thân con con nghĩ giống ta không phụ thân con rất nhanh đến đón chúng ta đấy tiểu thư người uống chút canh đi ạ à? ừ. tình hình hiện tại ở kinh thành thế nào rồi chuyện này nô tì cũng không hỏi được gì ạ à? mới vất vả quá rồi châu nắm bàn tay nàng trấn an người đừng lo lắng vương gia anh minh thần võ nhất định bình an đến lúc đó còn nắm được cả thiên hạ vũ yên thở dài nàng không muốn anh nắm cả thiên hạ chỉ cần chàng ấy là người bình thường thôi đủ rồi cùng sống yên bình nuôi dưỡng hài tử nơi không có tranh đoạt không vương quyền không người sống kẻ chết nửa tháng sau tình hình nội chiến ngày một phức tạp hai bên không ngừng giao chiến Hàn Chính Thuần tự mình đăng cơ làm hoàng đế dưới sự cổ vũ của vân gia ép Hàn Thương Nguyên giao ra một nửa binh quyền tướng lĩnh dưới sức ép của phía Thái tử Nguyên trước đó muốn thu xếp Thương Thảo về hắn ta anh vốn không muốn tranh giành ngôi vị Ngai vàng kia anh không hứng thú Chỉ muốn an phận làm hoàng thương vương Nếu anh tự lâu cố ý muốn đoạt ngôi vị Thì hiện đã sớm có được Với tình hình hiện tại Cây muốn lặng, gió không ngừng Hàn thương nguyên không muốn nhún nhường thêm nữa Trực tiếp đấu một trận là được Anh biết Hàn chính thuần không chừa đường sống cho anh Ý muốn cuối cùng chính là có được nàng Ngũ ca, huynh trần chờ gì nữa Chúng ta mau phát binh thôi Nguyên ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, vẻ mặt nghiêm nghị dụng tâm suy ngẫm điều gì đó. Trên tay cầm miếng ngọc bội nàng tặng, ngón tay không ngừng ma sát bốt ve qua lại mặt ngọc trơn bóng. Ta cảm thấy có điều gì đó khác thường ở đây, như thể phía sau có âm mưu khác. Lăng có vẻ nóng vội, với tình thế hiện nay, anh sợ là ngũ huynh bỏ qua thời cơ tốt. Về phía thái tử, hắn luôn gây sức ép, hòng thu hết mọi quyền hạn vào tay mình. Huynh đừng quá bận tâm, với thế lực của chúng ta hiện nay Không thể có sơ suất gì được Thôi được rồi, chuyện gì tới cũng tới Trận chiến này người được lợi là ai Người chịu khổ đau chỉ có bách tính thôi Cuối tháng chạp Đông xuân thứ 27 Vương Vũ Quốc Khắp Hoàng Cung xảy ra cuộc chiến tranh quyền Trong chiều nội ngày một gay gắt Thành Thiên An trở nên loạn lạc Vũ Yên hôm nay cảm thấy tâm trạng không tốt Cả người thấp thỏm không yên Lồng ngực nóng gian như lửa đốt Nàng mỗi ngày lo lắng cho anh không biết ở Kinh Thành mọi việc thế nào Nàng ở một biện viện Tại một rừng trúc nhỏ Xung quanh không có nhà ở Có thể nói hoang vắng cách biệt với bên ngoài Nàng buồn phiền cầm mọc bụi lam sắc trên tay Ngắm nhìn hay lần này lần khác Nhiều đến nỗi đem toàn bộ chi tiết Điêu khắc tinh xảo nhớ rõ ràng Nhị Ngọc nhớ người Hàn thương nguyên à Ta nhớ chàng Đang suy nghĩ Bên ngoài Châu bật tung cửa chạy vào bẩm báo vẻ mặt vô cùng lo lắng Tiểu tiểu thư bên ngoài có người bị thương nặng lắm hắn nói là thuộc hạ của vương gia đến báo tin ngài chúng gian kế đang gặp nguy hiểm cái gì người ở đâu ta muốn gặp hắn hắn ở bên ngoài ạ à? vũ yên được châu dìu bước ra ngoài trước bụi trúc nhỏ đối diện biệt việt một thân ảnh nam tử nằm dài trên đất đá toàn thân bị thương rất nặng chỉ có một hơi thở cuối cùng trên mái nhà có năm thân ảnh mặc đồ đen phóng xuống tất cả đều là ám vệ của hàn thương nguyên phải đến bảo vệ nàng trong số 5 người bọn họ Ai ai võ công cũng thuộc hàng nhất phẩm Khắp kinh thành khó có ai là đối thủ Vương Phi xin lùi lại Người này danh tính bất phân Không nên tin hắn thì hơn Nàng vốn dĩ có tinh thần cảnh giác cao Ban đầu chỉ có chút lo lắng Muốn đến xem thử thực giả thế nào Cho đến khi nàng nhìn trên tay hắn Cầm theo miếng bạch ngọc Mà chính tay nàng tặng cho Nguyên Cả người nàng như muốn khụy xuống Tinh thần chấn động mạnh mẽ Trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất Hàn thương Nguyên gặp nạn Người, người nói đi Vương gia chàng ấy sao rồi Vương gia, mau đến cứu Cứu Một tên ám vệ khom người kiểm tra mạch đạo Sau đó lắc đầu thở ra Bẩm Vương Phi, người chết rồi ạ Vũ Yên cả kinh Cả người dâng lên nỗi bất an khó tả Đôi tay run run nắm lấy ngọc bội Từ tay người vừa chết Ánh mắt nhìn đăm đăm vào nó Nàng cố lấy lại bình tĩnh Hai mắt ứa lệ giọng nói đứt quãng Đưa ngọc bội về phía ám vệ Đây, xác thực ngọc bội trên người vương ra Chàng hệ gặp nguy hiểm Các người mau đến đó giúp chàng đi Vương Phi à Nhưng thuộc hạ được lệnh bảo vệ cho người Ta ở nơi này không cần bảo vệ đâu Các người mau đi đi Tên thủ lĩnh trong số bọn họ cảm thấy khó xử Bọn hắn vừa lo cho an nguy vương ra Nhưng ngược lại không thể cãi lệnh được Chuyện này Thuộc hạ đi truyền tin đến đó Nếu qua từ câu chuyện này Lúc đó bọn thuộc hạ Vũ Yên biết lời nói của bọn anh ta không phải không có lý lẽ Nhưng nàng không thể đánh liều mặc kệ thật hay giả nhất định phải làm gì đó không thể ngồi đây không được không được đâu các người mau chóng rồi đi mà nhưng là ta ra lệnh bọn họ nói gì nàng cũng không chịu nghe thời gian lúc này là quan trọng nhất vì thế cám vệ kia theo lời nàng rồi khỏi biệt viện trở về kinh thành trợ giúp vương gia của bọn họ tại thiên an thành dưới sự trợ lực của các bà quan triều đình các quân sĩ dưới trướng hàn thương nguyên cuối cùng đánh đến hoàng thành tiến vào hoàng cung bao vây toàn bộ các cổng thành hai bên giao chiến ác liệt khắp nơi đều nhuộm đầy máu tươi có thể nói mỗi bên có thế lực ngang nhau nhưng so ra cục diện ở phía thái tử bắt đầu không ổn định nếu cứ vậy ngôi vị hoàng đế kia nhất định bị thay đổi nguyên thân mặc trường bào rộng lớn khi thế cương lãnh cưỡi trên lưng ngựa đứng trên cao nhìn toàn diện tây lương điện khắp nơi quân sĩ hai bên tử chiến không ít cục diện ngày hôm nay chính anh cũng không có mong muốn vương gia Cuối cùng thuộc hạ tìm được ngài Các người đến đây làm gì Vương Phi Sau khi nghe bọn họ bẩm báo Nguyên sắc mặt âm trầm Hai tay nắm chặt miếng ngọc bụi trắng Miếng ngọc anh luôn giữ bên người Miếng còn lại giống hệt kia Có kẻ chuẩn bị bày mưu lập kế Nàng hiện có khả năng đang gặp nguy hiểm Anh đưa tay bóp nát một bên bạch ngọc Nguyên cảm thấy Người đứng sau chuyện này không phải là thái tử Anh trong thời gian ngắn ngủi sâu chuỗi lại mọi việc Người đứng sau âm thầm quan sát anh từ lâu Rốt cuộc là kẻ nào Hàn Yên Thành. Người viết lá thư cấp tốc sang người bằng mọi giá đưa đến tay Thái tử Hàn Chính Tuần, thời gian không thể chậm chế. Anh thần tốc một mình một ngựa, nội trong hai canh giờ chạy khỏi kinh thành đến cứu nàng. Trước khi rời đi, làm cho binh lính cùng các thủ hạ của mình rút khỏi hoàng cung. Tất cả bọn họ ngay lập tức đi đến phía Nam ứng chiến. Nếu anh đoán không sai, hiện Hàn Yên Thành cấu kết với bọn loạn thần ở Nam Cung Quốc, thừa cơ hoàng thành nội chiến, bất ngờ ra tay trinh đoạt lấy ngôi vị. Nguyên nhân khiến Nguyên nghĩ đến việc này Chính là nửa tháng trước Hàn Yên Thành đột nhiên biến mất Trong nửa khoảng thời gian gần đây Tin tức từ biên ải truyền về luôn bị gián đoạn Nếu không ngoài dự đoán Tất cả tin tức truyền về đều là giả Từ sớm bị hắn ta thay người truyền báo Tại biện viện phía Bắc Vũ Yên đang trong giấc mơ Thấy Nguyên cả người đầy thương tích Toàn thân dính đầy máu tươi Ánh mắt xác khí nồng đậm chém giết liên hồi Khắp nơi toàn người chết Nguyên à thì ra chỉ là giấc mơ sợ chết nàng bộ yên lấy tay xoa ngực lại nghe bên ngoài có tiếng lục lạp khẽ kêu đồng thời sau đó tiếng động nhỏ trên mái nhà những thứ này là nàng nghĩ ra trèo trên đó phòng khi có người đột nhập khi bọn họ làm chuyện mờ ám không phải đều rất thích đi qua trên mái nhà người khác à châu à mau tỉnh lại đi có người đến tiểu thư nói nhỏ thôi chúng ta phải trốn thôi châu gật đầu xốc tấm thảm bên dưới lộ ra một đường hầm bí mật nên là một tháng trước trong lúc rảnh rỗi nàng bảo đám bảo hộ kia giúp nàng đào một lối thoát đến phía sau rừng trúc không ngờ nay lại dùng đến một đám mặc đồ đen từ bên ngoài ập tới lục tung khắp nơi không thấy người người đâu rồi chia ra tìm khắp nơi cho ta nhớ là bắt sống người mang về bụi yên được châu cẩn thận dìu đi cuối cùng thoát được nàng toàn thân mệt mỏi di chuyển khó khăn cố lấy hết sức chạy thoát bụi chạy trước đi bọn chúng có thể tìm đến nhanh thôi tiểu thư Nô tỳ chết cũng ở cạnh người Người đâu nhanh lên Qua đây tìm Nghe tiếng nói đám người kia ngày một đến gần Nàng suốt ruột Nhìn thân đang mang thai Khó có thể ứng biến nhanh Mỗi còn không đi sẽ không kịp đâu Nơi đây toàn cây trúc mộc riêng lẻ Đến tảng đá ẩn nó không có Nàng bây giờ phải làm sao Nô tỳ không đi đâu Tìm thấy người rồi Mau đến đây Hai người bọn họ bị một đám đổ đen vây quanh không còn lối thoát Châu sợ hãi nhặt một nhánh cây khô trên đất khu lạn xạ các người không được qua đây lão đại à chúng ta nên bắt sống à đúng bắt sống vương phi của hàn thương nguyên hai tên trong số bọn chúng tiến đến châu lên tủ gào thét dùng cái cành cây kia đánh hết không được bắt tiểu thư vũ yên thấy tình thế bất lợi không có lối thoát đành đứng ra cầu xin bắt ta là được rồi ta đi cầu các ngươi thả mỗi ấy đi người này không liên quan gì tới ta cả không được tiểu thư Mắt thấy tiểu thư nhà nàng sắp bị người kia hung hăng kéo đi Nàng dùng hết sức lực ngăn cản đánh vào người bọn chúng Tiểu Hương, nhưng mà... Tiểu Hương Tiểu Hương bị một đao sắc chém xuyên qua người ngay trước mắt nàng Vũ Yên hai mắt mở lớn Cả người như bị chết cứng như mũi đổ máu Rồi từ từ ngã xuống Phía trên cao là trúc đều đặng rơi Phủ kín vàng cả nền đất Rơi trên thi hài nữ tự xấu số Khổ cảnh đau thương đến vô hạn Mụ yên vừa khóc vừa vùng vẫy Thực muốn lao về phía muội ấy Nhưng đã bị hai tên khác giữ chặt Bất lực gào khóc Đưa mắt nhìn phía thi thể tiểu hương Lúc này còn chưa có nhắm mắt Tiểu hương à muội đừng chết Đổ khốn các người Muốn ta ra Các người đến gần nữ tử yếu đuối cũng ra tay Sau này sẽ chết không được yên đâu Tề đứng đầu nghe nàng la hét liên tục chửi mắng Vô cùng tức giận Đưa tay bóp mạnh khuôn miệng nàng Không để nàng nói thêm gì nếu chủ tử không muốn bắt sống ngươi ông đây một đao giết chết ngươi từ lâu rồi lão đại bớt giận người xem nàng ta xinh đẹp đến vậy chết đi tự uổng phí bàn tay đang bóp lấy miệng nàng tức khắc bị một đao kiếm phóng tới chém đứt lìa làm cho vũ yên kinh hãi đến đờ người hẳn thương nguyên cuối cùng đã đến nàng nhìn anh vẫn khỏe mạnh không có gì bất thường an tâm đến rơi nước mắt vũ yên à nàng không sao chứ Nàng lắc đầu để anh thấy an tâm Trên gương mặt phủ đầy nước mắt Nhìn tiểu hương nằm trên đất lạnh lẽo Tiểu hương đã chết rồi Nguyên tự trách bản thân Không kịp thời phát hiện ra dạ âm mưu của hắn Đã để cho nàng chịu khổ Nàng yên tâm ta giết chết bọn chúng Trả thù cho mỗi ấy Lời vừa dứt kiếm trong tay xuất ra Đem nội công thâm hậu bảo vệ nàng ở phía sau Ra tay đánh về phía đám người bọn chúng Tổng cộng bọn chúng có khoảng chừng 15 người Toàn bộ là cao thủ không tầm thường đều ra tay thâm độc hướng về kẻ địch sát chiêu có thể đoạt đi tính mạng. Hai người bị vây thành vòng tròn lớn, Hàn Thương Nguyên trong vài chiêu hạ được hai tên đó. Bọn họ ỷ đông chạy một, lúc đầu có ý khinh thường đối thủ, nhưng về sau nhìn cái chiêu thức cùng nội lục khó lường của Nguyên, khiến bọn chúng không dám khinh địch. Nghiên Nhi, nàng đừng sợ. Ta không sợ, cha cẩn thận đấy, tập trung đánh cho tốt. Trời, nàng đến thở mạnh không dám vì sợ làm anh phân tâm. Tình thế nguy hiểm như thế Anh bận tâm nàng sợ hay không Chàng mà bị thương Đó mới là việc ta sợ nhất Số người chết ngày càng tăng lên Nàng biết anh vừa đánh vừa bảo vệ nàng Rất nhanh sợ không trụ được Thực may đám người này cộng lại Không phải đối thủ của Nguyên Phu quân của nàng tài giỏi quá đáng tin Tới cuối cùng khiếp sợ bỏ chạy Nguyên sao để hắn chạy thoát Cách một khoảng xa phóng trường đao lao tới Chuẩn xác vào tim hắn Nàng biết tên đó chính là người đã giết tiểu hương Tiểu Hương à, mùi được an nghỉ rồi. Nguyên, cẩn thận đấy. Ở cánh rừng trúc phía sau Nguyên, từ đâu bắn ra tên sắt, Vũ Yên theo phản xạ xoay người ôm anh. Ngực nàng đau, trong mơ hồ nghe được tiếng gọi của chàng. Vũ Yên bị xuyên mũi tên qua ngực, máu chảy không ngừng. Nguyên lo lắng giữ không nổi bình tĩnh nữa. Hai tay kìm chế run run, một bên đỡ lấy nàng. Bên còn lại điểm huyệt cầm máu. Anh dùng nội công cực đại mang nàng trở lại biệt viện, gọi thái y đến chữa trị vũ yên à nàng chịu một chút đừng ngủ nàng nghe ta nói không đấy nguyên cả người như suy sụp cầm lấy cánh tay mềm yếu không còn sức lực của nàng lòng anh đau đớn như bị cắt xé sao nàng ngốc như vậy lo cho anh làm gì so với khi anh bị thương đâu đau đớn bằng lúc này nhìn mẹ con nàng hôn mê cả người yêu ớt đến đáng sợ vũ yên nàng không sao đâu đại phu đến rồi Lăng sau khi nhận tin báo Đánh ngựa dùng tốc độ nhanh nhất Đưa Lý Thái Y từ đại nội Hoàng Cung rời đi Không quá nửa canh giờ rốt cuộc đến nơi Hoàng Huynh à ngũ tẩu thế nào Lý Thái Y nhìn người nằm trên giường Bị thương không nhẹ Hiện còn đang mang thai Tình thế vô cùng cấp bách Không nói gì mà bước nhanh đến kiểm tra vết thương trên người nàng Ngũ vương ra Lão thần mạo phạm Lão Thái Y bắt mạch nơi cổ tay nàng Mạch tượng tuy không ổn định Nhưng không đến nỗi suy yếu Việc còn lại xem xét vết thương nghiêm trọng thế nào dưới tình hình cấp bách Lão mở ra bên áo của nàng Nơi mũi tên đang cắm sâu bên trong Một vùng da trắng sáng nhiễm một mảng máu đỏ tươi Lý Thái Y nàng thế nào rồi May vết thương cách tâm Cho nên không nguy hiểm tính mạng Nhưng Nguyên và Thương Lăng Tâm tính đều nóng vội như nhau Lúc này mỗi một lời nói của Lý Thái Y đem lồng ngực của bọn hắn làm cho chấn kinh, sợ đến khôn cùng. Nhưng cái gì? Lý Thái Y lo mồ hôi, xem kỹ mạch tượng lần nữa, khi nắm chắc thập phần mới dám đưa ra kết luận. Vương gia, mũi tên có độc Loại độc này tự đặc chế mà thành E chỉ người hạ mới có thể giải Chứ hết lão thần xử trí vết thương cho Vương Phi Còn về độc trong người nàng Nguyên hài tay siết chặt thành nắm đấm Tất cả mọi sự âm lãnh khắp căn phòng Toát ra từ người anh Ngay cả lăng đứng cạnh Bị sát khí cường đại làm cho bất ngờ Lần đầu tiên anh thấy ngũ huynh cuồng nộ như vậy Đôi mắt như đem mọi thứ trên thế gian hủy đi hết Lăng nét mặt lo lắng Hướng tới chỗ Lý Thái Y Độc này ông không biết giải ư như thế này thì Chưa nói hết Bên cạnh nghe Nguyên các giọng âm trầm Lý thay Ông chưa hết chữa trị vết thương cho nàng Về độc kia cần bao nhiêu thời gian Bẩm vương ra Tính đến thời điểm độc phát tác ngấm vật tim Có thể là 5 canh giờ Nếu vượt quá thì e làm Nguyên toàn thân băng lãnh Cầm chặt trường kiếm trong tay Chuẩn bị trở lại hoàn thành Anh làm sao không biết Người kia là ai sai khiến Nếu bọn họ đã muốn thứ đó đến như vậy Được, anh dùng kim lệnh này đủ lấy thuốc giải Giao ra kim bài Tức là giao ra toàn bộ binh quyền trong tay Thường lăng ta biết thuốc giải hoàng cung Ta đến đó mang thuốc về cứu nàng Để đi cùng huynh Không được để ở lại tay ta chăm sóc nàng Nguyên trên người vẫn chưa bảo uy vũ Như đôi mắt chứa đầy nhu tình cùng đau thương Anh tỉ đến bên giường nắm tay nàng Đôi mắt ôn nhu đầy tâm tình Vũ yên nàng không cần sợ đâu Ta sẽ mau chóng trở lại Trước khi đi anh đưa tay xoa xoa tiểu bảo bối trong bụng nàng không nán lại thêm nữa Phi tuấn mã ngược gió đánh nhanh về phía trước Lần này đi lành ít giữ nhiều Sinh ly tử biệt còn chưa nắm rõ Tại Tây Lương Điện Hoàng Cung Hàn Chính Tuần sau khi nhận thư của Nguyên của việc anh đem toàn bộ quân lính rút khỏi Hoàng Thành Tìm đến phía Nam Cuối cùng hắn hiểu được Trong lòng giận dữ cùng thất vọng không ít Hàn Yên Thành Ta tin tưởng ngươi đến vậy Không ngờ lại sớm có âm mưu phản nghịch Lợi dụng nội chiến cấu kết Nam Cung Quốc Đoạt lấy quyền vị Quân lính cùng tướng lĩnh dưới trướng của Hàn Thương Nguyên theo lệnh lập tức khởi hành đến phía Nam trinh phạt. Tuy có thể sớm ngăn cản quân lính của Nam Cung Quốc, nhưng tình thế cấp bách không chuẩn bị ổn thỏa, không thể ứng phó kịp thời, chỉ có thể làm giảm bước tiến của bọn chúng. Quân triều dưới trướng Thái tử cuối cùng kịp thời đến ứng cứu, phối hợp với nhau đánh phá bọn chúng. Bệnh lính hai bên tử trận không ít, máu đổ đầu rơi hỗn chiến xảy ra khắp nơi, loạn lạc đến tang thương. Tại Kinh Thành, Hàn Niên Thành âm thầm dẫn một đội binh hắn trong suốt nhiều năm qua mượn cớ chấn thủ biên quang, bí mật gây dựng đội binh hùng vệ. Cuối cùng, hắn chính chờ ngày hôm nay để giấy binh tạo phản làm hoàng đế. Ngày hôm nay hắn rút cuộc đánh vào phía trong hoàng cung, trên đường đến Tây Lương Điện, đi đến đầu hắn cho người thẳng tay chém giết toàn bộ cung nữ thái giám cùng tất cả nội vụ trong cung, để một người không thể sống sót. Sương phòng tại biệt viện ngoại thành Bụi Yên được Lý Thái Y chữa trị xong vết thương Trong mơ Nàng thấy bản thân ở nơi nào đó Bao phủ bởi bóng tối không lối thoát Nàng sợ hãi chạy mãi Cũng không tìm được ánh sáng Bỗng nàng thấy bụng đột nhiên ẩn đau Càng lúc càng đau Trong giấc mơ Vì sợ mà nàng choàng tỉnh Trước ngực truyền đến trận đau nhức Nàng đem mọi việc trước đó nhớ lại Nàng bị trúng tên Sau đó được Nguyên liên tục gọi tên Nhưng nàng không thể trả lời anh được Nàng cứ vậy rơi vào bóng tối Nàng định thần hồi tưởng lại Vô tình nghe cách sau màn mỏng của giường gỗ giọng nói hai người, lúc đầu tưởng Hàn Thương Nguyên, nhưng sau rất nhanh ý thức được chuyện gì đó, nàng nằm im lắng nghe lời bọn họ. Lý Thái, chuyện này sao có thể, ông nói đi chứ. Lăng giọng điệu nóng vội. Lý Thái lúng túng, không có cách nào khác, chỉ biết khổ sở giải thích rõ ràng, lão thân không dám nói bậy, vương phi cho người mang kịch độc, nếu trước năm canh giờ có thể mang thuốc đến sẽ bảo toàn được tính mạng nhưng cái thai trong bụng e là bị độc tính ảnh hưởng nên không giữ được. Lăng Tức giận đập mạnh xuống bàn, trong lòng nóng như lửa đốt, nói như vậy, hai tử trong bụng nàng nếu như chờ thêm nữa sẽ. Ông nghĩ cách đi chứ, đứa bé có chuyện gì ta không tha cho ông đâu. Lý Thái Y không biết làm sao, trường hợp đầu tiên ông chứng kiến, không ngờ rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Lão nô cũng hết cách. Ông Hai người họ lời qua tiếng lại nửa buổi, không biết mọi lời vừa rồi đều được nàng nghe. Chỉ bấy nhiêu lời Nàng hiểu tình cảnh của mình hiện tại Nàng im lặng không nói, không gào thét, không muốn làm loạn Trong lòng đau đớn tột cùng Đưa tay xoa xoa đứa bé trong bụng Con ngoan, mẹ sao có thể rời con đi chứ Mụ yên giả vờ như vừa tỉnh lại Mẹ bên màn gọi ra ngoài Cố kìm nén cảm xúc của bản thân Giữ giọng điệu bình ổn Nguyên à Lăng nghe tiếng nàng mừng rỡ Biết nàng đã tỉnh an tâm hơn nhiều Ngũ tàu à để đây Hoàng Huynh có chút việc cần phải xử trí Rất nhanh sẽ trở lại Vũ Yên làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu để anh ta an tâm Để giúp ta xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn được không? Ta đói quá Được rồi, tỷ chờ ta chút Làng vừa nghe khâu chút nghi ngờ Kéo chăn đắp lên người nàng cẩn thận Rất nhanh rời phòng Trước khi đi không quên dặn dò nàng nghỉ ngơi Chờ hắn quay lại Mắt thấy anh đi rồi Nàng cố chịu cơn đau trước ngực Chống người ngồi dậy Hướng đến chỗ Lý Thái Y Ta xin ông cứu đứa bé trong bụng ta trước Lý Thái Y bị lời nàng làm cho cả kinh Vương Phi à Người ta nghe hết cả rồi Cứu đứa nhỏ được chứ Lý Thái Y run rẩy quỳ dạp xuống sàn Giọng ấp úng Lão thần không có cách Ông không phải không có cách mà ông đang lo sợ Không phải còn có cách để ta hạ sinh sớm à Lão lần nữa thất thần Vương Phi chuyện này không được Người tuy sắp đến ngày sinh Nhưng hiện thân mang trọng thương Nếu như vậy sợ làm Mất mạng à Ông yên tâm nếu ta có chết Ta hiện tại để lại thư Nó tất cả là ta muốn như vậy Không liên quan gì đến ông Xem như ta quỳ gối cầu xin Ông okay, kê đơn thuốc cho ta sinh đứa bé đi Ta không còn nhiều thời gian Lý Thái Y thấy nàng yếu ớt Sắp sửa quỳ gối trước mặt ông Ông thương tâm đến rơi lệ Nhưng việc này quá mạo hiểm không thể được Thứ lỗi cho lão thần vô tâm Vũ Yên biết ông ta từ chối Đành dùng biện pháp cuối cùng Rút châm tự sát uy hiếp Để lão ta xanh đến cả mặt Đành cuối cùng bất lực đồng ý với nàng Lý Thái Y đa tạ ông Vương Phi thực muốn làm vậy ư Bụi Yên mừng thầm Vì biết giữ lại được hài tử của mình Nếu nàng chết Xem như cũng là định số Chỉ là nàng không muốn rời xa phu quân của nàng Ta còn có lựa chọn khác ư Ok thuốc đi Còn nữa không được cho thập vương gia biết được Một canh giờ sau Lăng mang cháo đến cho nàng Trên tay cầm chén thuốc Lý Thái Y dặn dò anh nấu Tổ à, tổ mau ăn nào Tao uống thuốc trước có được không Lăng trước thái độ gấp gáp Chỉ cảm thấy có chút khó hiểu Sau đó không có nghi ngờ gì đưa thuốc cho nàng Được, ta đút cho tổ Thái y thấy nàng sắp sửa uống Tay ông đan xen vào nhau, tim đập mạnh không ngừng Vương Phi à, người Nàng biết lão khuyên nàng nhưng một khi nàng đã quyết thì sẽ không thay đổi Huồng chi đây là đứa bé của nàng và hàn thương nguyên Nàng không thể tự bỏ Vũ Yên uống từng muỗng thuốc trong chén Đắng Là thuốc đắng hay lòng nàng đắng đây Ngũ tẩu à Ta chuẩn bị vài viên kẹo đường cho tẩu Ăn vào không đắng nữa đâu Anh lấy trong túi gói kẹo đường đưa vào tay nàng Vũ Yên gượng cười Sau này để thường xuyên mua kẹo đường cho nó nhé Nàng vừa nói Vừa trị tay trong bụng Miệng cười tươi nhưng tâm sợ hãi cùng đau đớn Đúng Nàng sợ mình không qua khỏi cứ thế ra đi Tất nhiên rồi sau này tẩu cũng có phần nữa Thầm đệ à, đa tạ đệ, Tớ ăn cháo đi Chưa ăn được nửa chén Nàng cảm thấy bụng mình chuyển đau Càng lúc càng khó chịu Biệt thuốc có tác dụng Nàng ôm lấy bụng ra hiệu cho Lăng Ta sắp sinh rồi Để gọi bà đỡ đến Lăng tay chân luống cuống đi gọi bà đỡ Cùng một số tỷ nữ đến hầu hạ Anh vô cùng lo lắng Cùng Lý Thái Y đứng trước cửa phòng Hai chân di chuyển qua lại không ngừng suốt ruột Nàng sau sinh đúng lúc bị trọng thương thế này anh ta nghe tiếng nàng la hét vì đau đớn không ngừng từ bên trong, làm cho tâm lo lắng đến đau nhói. Nhìn các tỷ nữ lần lượt bưng chậu nước đầy máu đi ra đi vào, anh ta sợ hãi muốn xông thẳng vào trong. Tại sao sinh lâu như thế chứ? Vương gia, ngài không thể vào trong. Bên trong có tiếng bà đỡ, không xong rồi ra nhiều máu quá. Vương phi à, người dùng sức mạnh hơn đi. Trời ơi, sao người lại sinh sớm thế này? Không được rồi. Lăng vừa nghe xong, nhìn đến biểu tình kỳ lạ Cùng ánh mắt sợ hãi của lão thái y Lão đang che giấu điều gì đây Ông giấu giếm ta chuyện gì Nói ra Lão bị dọa cho quỳ xuống Dập đầu kế hết mọi chuyện Lăng tức đến đỏ mặt Tùm lấy ao lý thái y Ta phải giết chết ông Vương ra Tha mạng Ngài không được vào trong Bị lý thái y ngăn cản Anh ra tay đánh mạnh vào mặt tường Đến hai tay đổ máu Hận bản thân không để tâm đến nàng Nếu nàng có bất chắc gì Suốt đời này không thể tha thứ cho chính mình Tiếng kêu gào của nàng lúc lớn lúc im bặt Khiến anh sợ hãi đau lòng Sinh rồi, cuối cùng sinh rồi Bà đỡ ôm đứa bé vừa chào đời ra ngoài Liên tục chúc mừng hàn thương lăng Chúc mừng ngài, phu nhân đã sinh được tôn tử Lăng nhờ người ôm lấy đứa bé Vội vàng bước vào bên trong nắm tay nàng Nhìn sắc mặt nàng nhợt nhạt Cả người thiếu sinh khí khiến anh vô cùng lo lắng Tổ à, tổ không sao chứ Không sao đâu Nàng không ngờ sức lực mình yếu vậy Cơ thể không có chút khí lực Nàng mỉm cười nhìn đứa bé ở bên cạnh Khoái mắt ngấn lệ Lý Thái Y, ông để bắt mạch cho nàng đi Không cần đâu, ta biết rõ bản thân hơn ai hết Nàng đưa tay yếu ớt chạm vào lăng cầu xin nói Để đưa ta gặp chàng được chứ Không được, tổ vừa sinh xong Ta sợ không đợi kịp được chàng nữa Lăng chỉ biết ôm nàng trong lòng Lần đầu tiên tim anh đau đớn đến như vậy Bên trong xe ngựa Anh để nàng tựa vào người mình Xe ngựa theo hướng kinh thành rời khỏi biện viện trong xe không khí yên tĩnh lạ thường. Con của nàng được anh nhờ người đưa đến nơi an toàn chăm sóc. Lúc này, Lăng chỉ biết tự trách bản thân trong uất hận. "Để đừng trách mình, là ta muốn như thế. Nhưng tại sao tẩu ngốc thế?" Vũ Yên cầm ngọc bội trong tay, "Để giúp ta giao cái này cho chàng ấy." Lăng nhất quyết không nhận, "Tẩu muốn tự đưa cho huynh ấy, ta chẳng muốn thay tẩu làm." Vừa nói, hai tay giấu trong tay áo siết chặt vào nhau, kìm nén cảm xúc đau đớn bi thương, cố ngăn cho bản thân rơi lệ trước mặt nàng. Tẩu đừng chết được chứ. Vụ yên càng lúc càng mệt mỏi, tự như muốn chìm vào giấc ngủ vậy. Ta không chết, ngủ một chút sẽ tỉnh lại. Nhưng ta sợ tỉnh lại rồi không gặp được chàng ấy. Tẩu cố lên, không lâu nữa sẽ đến. Ta mệt quá. Lăng đưa tay sờ lên mặt nàng, lau đi nước mắt đọng lại trên gương mặt. Lần đầu tiên anh chạm vào mặt nàng Không ngờ là lần cuối cùng Nàng gọi tên ta được chứ Thương lăng Anh ta gượng cười thì thầm tai nàng Ta thích nàng Lăng đau đớn ôm nàng trong lòng Ngoài trời đầu xuân Tiết trời đang lý về ấm áp hài hòa Nhưng sao lúc này lạnh lẽo thế này chứ Cố lên đi Cố lên Vũ Yên à Nàng nhất định phải sống Cả bầu trời vương vũ quốc chìm trong u ám Tang tóc của thời chiến loạn từ thời xưa, vì tranh giành ngôi vị trong hoàng thất không thể tránh khỏi, người thắng làm vua, kẻ thất bại ắt không còn đường sống. Đầu xuân bác thời năm 28, dân chúng không như hàng năm sống an lạc đoàn tụ với nhau vui vẻ. Dưới thời loạn lạc thế này, kẻ đi tha phương người lưu lạc. Tại Hoàng Cung, hai bên hỗn chiến khắp các loan điện, Hàn Yên Thành cầm trường kiếm sắc bén trong tay, gương mặt hắn ta toàn bộ để lộ sự tàn nhẫn độc ác, miệng cười quỷ dị, lưỡi kiếm sắc bén che đầy máu tươi vẫn là không đếm hết được hắn tàn sát bao nhiêu người hoàng huynh huynh chờ gì nữa không giao ra ngôi vị có phải đợi đến khi ta giết hết bọn chúng à chính thuần thân mặc trường bào uy vũ đôi mắt âm lãnh không chút gợn sóng hắn đứng phía cao nhất của tường thành nhìn xuống nơi quân lính không ngừng chiến đấu hắn không ngờ cả đời tranh đấu quyền thế cùng hàn thương nguyên hôm nay bị chính huynh đệ thân cận nhất của mình phản bội Hắn ta có thể từ lâu ngấm ngầm chờ đến hôm nay Hàn Yên Thành Người đừng vui mừng quá sớm Bình Quyền chưa về tay người Hắn nghe xong cười vàng Chế mũi kiếm phía trước Dòng điệu đầy khiêu khích Ngươi yên tâm bình Quyền không lâu nữa về tay ta Huỳnh tốt nhất ngoan ngoãn giao ra ấn tỷ. Hàn Yên Thành Ta đấu với Hàn Thương Nguyên lâu như vậy Cuối cùng không thắng nổi hắn Người nghĩ ngươi có thể à Giữa khung cảnh chém giết khắp nơi Máu hòa với nước mưa Người đứng bên dưới ung dung thưởng thức ngắm nhìn một trận mưa máu Trường bào tử xác hòa với máu tươi làm một Hà Niên Thành hiện không còn nghĩ gì khác Ngoài đoạt lấy ngôi vị Từ xa Một thân ảnh tay ghi chặt cương ngựa cưỡi đến Chỉ trong chớp mắt Thân ảnh nhanh chóng mở ra đường máu phía trước mặt Sông thẳng phía Hoàng Thành tiến đến trước loan điện Chính là Hàn Thương Nguyên Người lúc này không có bất cứ thứ gì Để ngăn cản bước đi của mình Điều anh nghĩ đến lúc này Chỉ có duy nhất cứu sống vụ yên nhất định nào phải đợi ta trở lại ngũ đệ cuối cùng đến rồi đại hoàng Huynh hôm nay ta cho huynh nhìn một màn ngũ đệ ngoan ngoãn của chúng ta chịu thua giao binh quyền cho ta nguyên cưỡi ngựa giết chết đám quân phản nghịch càn đường mở ra đường máu sông thẳng hoàng cung anh mất nhiều thời gian không thể chờ đợi thêm ta đến để trao đổi với ngươi hàn yên thành hoàng đệ đừng gấp vậy chứ thời gian còn nhiều nguyên cố nén lửa nóng một cước phóng xuống ngựa anh không chút do dự tay lấy ra kim lệnh điều động binh quyền đưa choán nhìn rõ, giọng nói âm trầm băng lãnh, không cần phí lời. Kim bài đây, ngươi nhìn rõ chứ, mau đưa thứ ta cần đây. Hàn Chính Tuần không ngờ, Hàn Thương Nguyên dễ dàng giao kim bài như vậy, hắn rốt cuộc có ý gì? Hàn Thương Nguyên, ngươi tại sao giao kim bài? Ngươi làm vậy muốn cùng hắn ta tạo phản ư? Ừ? Nguyên âm trầm không nói, thứ anh quan tâm chỉ là thuốc giải mang về cứu nàng, những thứ khác dù phản nghịch hay là gì, anh không màng tới. Hàn Yên Thành, thứ ngươi cần ở đây, chúng ta trao đổi đi. Hoàng Huy nghe rõ chưa? Ngũ đệ rất biết thời thế, Ngươi không cần nhiều lời, mau giao thuốc giải. Hàn Chính Thuần sau để kim lệnh rơi vào tay Hàn Yên Thành, hắn ta nếu nắm được binh quyền, nhất định tạo phản đoạt lấy ngôi vị. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Hàn Chính Thuần vận nội công bay xuống muốn cướp lấy kim lệnh trong tay Hàn Thương Nguyên, hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt. Người không thể giao kim bài cho hắn, nếu hắn làm vua sẽ vô cùng tàn độc. Nguyên vận nội công đánh về phía thái tử Lúc này không muốn quan tâm thiên hạ Có được thiên hạ không giữ được nàng Tất cả là vô nghĩa Không ai có thể ngăn cản anh cứu nàng Người điên rồi Hai bên giao đấu không ngừng Hàn Niên Thành một bên xem thú vui cử lê không ngớt Nguyên mạnh mẽ ra một trường lực đạo vào ngực thái tử Khiến hắn trao đảo bị trọng thương lui về sau Hàn Chính Thuần trong lòng đầy lửa nóng Nếu hôm nay ngươi giao binh quyền cho hắn Sau này hối hận cả đời Nguyên không hề quan tâm Ảnh hướng về phía Hàn Yên Thành Người rốt cuộc có trao đổi không Được thôi, thuốc ở chỗ ta Hiện tại ta muốn ngươi quỳ xuống dâng hai tay lên kim bài Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm Anh nhịn xuống vì nàng Được, người đưa thuốc giải đi Đây là một phần thuốc giải Người quỳ xuống dâng lên binh quyền Phần còn lại ta đưa tới Nguyên cầm lọ thuốc cẩn thận bỏ trong ngực Hai tay nắm kim bài chuẩn bị quỳ xuống theo lời hắn Hàn chính thuần ôm ngực bị nội thương Bất lực nhìn Nguyên tưởng mọi chuyện không thể cứu vãn được Lúc này có tiếng ngựa thúc mạnh lao về phía bọn hắn Ngũ ca dừng lại không được đưa cho hắn Thập đệ để đến đây làm gì Nàng Ngũ ca Nàng đã được chữa khỏi rồi Vừa rồi đã tìm gặp được thần y rồi Nguyên cả người như bị xét đánh Cảm giác vui mừng đến vỡ hòa Anh lúc này như được tiếp thêm sức mạnh Một đao xông tới chém chết Hàn Yên Thành Những ngày sau đó Thế cục dần ổn định Lúc này trong viên phòng Nào để ta ôm nàng Vũ Yến lúc này yếu ớt Nguyên à đứa bé đâu rồi Con đang được chăm sóc rồi Nàng bây giờ phải bình phục thực nhanh Để cùng ta chăm sóc con đấy Thật không Chàng Lúc này là cái ôm thực sự trân trọng nhất Chả có bao binh đau máu lửa Cuối cùng vẫn có thể ở được bên nhau Vũ Yên à Cảm ơn nàng Cảm ơn nàng vì ta rất nhiều nhưng sao lại ngốc nghếch đỡ mũi tên cho ta Nàng có biết ta sợ thế nào không Nguyên thần thiếp là vì Trang. Nguyện vì Trang. Ba tháng sau đó, cơ thể của nàng dần bình phục, nàng lúc này đã khỏe khoắn trở lại, làm vương phi của vương gia. Năm đó Hoàng Chính Thuần chính thức lên ngôi hoàng đế, cùng với vương gia Hàn Thương Nguyên xây dựng đế chế vững chắc. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài đã kết thúc rồi các bạn ạ. Các bạn cảm nhận thấy như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại.